Chương 31 Ta xuất hiện ta lại biến mất, đến đánh ta A Đồ Đần Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 31 Ta xuất hiện ta lại biến mất, đến đánh ta A Đồ Đần 30 giây huyết thần thời hạn rất ngắn, dịp thùy hoàn toàn có thể ẩn thân chờ đợi huyết thần trạng thái kết thúc, chờ hấp huyết quỷ công tước khôi phục thành phổ thông hấp huyết quỷ, lại tùy thời công kích hắn, nhưng nếu như như vậy, khi đang bị hút máu mập mạp, mau mùi, Quỷ đảo Lý Mỹ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn muốn làm sao giết chết Huyết Thần công tước? Không, ta không cần giết chết hắn, chỉ cần trước kéo dài thời gian, chờ hắn huyết thần thời hạn quá khứ. Diệp Thùy đột nhiên trong lòng hơi động, chỉ là kéo dài thời gian. Hắn nghĩ tới một cái có thể kéo dài huyết thần thời hạn phương pháp. Cái này đáng giá hắn mạo hiểm thử một lần. Chỉ gặp hắn đột nhiên lấy súng ở trong tay ma giới, lộ ra chân thân huyết thần công tước còn có cái khác hấp huyết quỷ nháy mắt phát hiện dịp thùy thân ảnh, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, bởi vì tại bọn hắn giác quan bên trong, dịp thùy là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, bọn hắn cấp tốc lấy lại tinh thần, nhào nhào gạo thét xong về dịp thùy. Thế nhưng là đột nhiên, dịp thùy thân ảnh lại biến mất. Thân ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua. Hấp huyết quỷ có được siêu phạm giác quan, đối với nhân loại mùi vô cùng mẫn cảm. Nhưng tại bọn hắn giác quan bên trong dịp thùy thân ảnh, mùi biến mất vô tung vô ảnh. Nhào tới hấp huyết quỷ động tác lập tức ngốc trệ. Những này hấp huyết quỷ đều là tôi tớ cấp bậc, vừa mới bị chuyển hóa, thần trí hỗn loạn, hoàn toàn nhận khác máu dục vọng thúc đẩy, dịp thùy ngay tiếp theo khí tức cùng một chỗ biến mất, bọn hắn lập tức liền đã mất đi hành động động lực, không biết nên như thế nào hành động. Thuấn Di Huyết thần công tước cũng giật nảy cả mình, trong lòng theo bản năng có phán đoán, con mắt vội vàng liếc nhìn bốn phía hắn không có ngay lập tức liên tưởng đến đây là ẩn thân năng lực, là bởi vì Diệp Thùy ngay cả mùi cũng tiêu trừ. Phu 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 phu, thân thể lơ lửng giữa không trung mập mạp, mau mùi, quỷ đảo Lý Mỹ liên tiếp rơi trên mặt đất, huyết thần công tước ý thức được có một cái địch nhân đáng sợ xuất hiện, cho nên hắn tạm thời định dừng lại hấp thụ ba người huyết dịch, toàn lực ứng đối cái kia có thể thúng di địch nhân. Thúng di loại năng lực này, tại đao phong chiến sĩ bên trong cũng không tồn tại, Bất quá đao phong chiến sĩ dù sao thuộc về thế giới mát vồ, mặc dù không phải mát vồ vũ trụ, nhưng tại công tước thế giới quan bên trong, thế giới này cũng là tồn tại một ít thuấn di lực lượng, hắn như lâm đại địch. Đây là người đột biến. Pháp sư. Vẫn là S, H, I, E, L, về công nghệ cao đặc công. Mà ẩn thân sau dịp thùy nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy huyết thần công tước buông ra mập mạp ba người, càng là có chút kinh hỉ hắn vòng qua nhào tới trước mặt mấy cái hấp huyết quỷ, từ thân thể bọn họ đi qua, đi vào huyết thần công tước một bên khác, lần nữa lấy xuống chiếc nhẫn, thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện, hấp huyết quỷ công tước liền nháy mắt đã nhận ra mùi của hắn, bỗng nhiên xoay người lại bá một tiếng liền đánh tới. Kia cơ hồ bất quá là trong chớp mắt. Diệp Thùy Ma Giới vừa mới thoát ly đốt ngón tay, lại vội vàng một lần nữa đeo trở về, từ tâm mà đồng, vội vàng ngồi sổng trên mặt đất thân ảnh của hắn thế là liền lại biến mất huyết thần thân ảnh nháy mắt đình chỉ duỗi ra móng vuốt đứng yên giữa không trung ánh mắt cảnh giác quét về phía bốn phía tìm kiếm thuấn di rời đi sau dịp thùy thân ảnh ẩn thân dịp thùy thì là kém chút bị dọa phát sợ quá khứ ngồi xổm ở dưới mặt đất có chút ngửa đầu huyết thần công tước duỗi ra tay liền nằm ngang ở trên đỉnh đầu của hắn dịp thùy vội vàng hướng sau mèo eo thối lui né tránh huyết thần di chuyển nhanh chóng đến một bên hắn đại khái đã đoán được huyết thần từ phát hiện hắn đến nhào tới chênh lệch thời gian lấy xuống chiếc nhẫn đến một lần nữa ẩn thân chỉ có để hắn ước lượng có thể nói ra một chữ thời gian hít sâu một hơi lấy xuống chiếc nhẫn chỗ này hắn nữ khí hiến ngược hô vội vàng đem chiếc nhẫn mang trở về thân ảnh xuất hiện bất quá nửa giây bá huyết thần thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn nhưng dịp thùy đã biến mất dịp thùy lần nữa thúng di rời đi cái này khiến huyết thần công tước lộ ra có chút táo bạo bộ dáng ngươi có bản lĩnh đứng ra cùng ta chiến đấu a dịp thùy cười ha ha đối lão âm bức đến nói đây chính là hắn chiến đấu a hắn lần nữa chuyển di nháy mắt cởi chiếc nhẫn lại nháy mắt mang về ta xuất hiện ta lại biến mất đến đánh ta a đừng trứng a a a a huyết thần công tước cơ hồ muốn bị tức nổ tung diệp thùy nói là tiếng trung hắn nghe không hiểu có ý tứ gì nhưng loại kia phương đường kính thức tung tóe đến thực chất bên trong ngữ khí quả thực ai nghe đều muốn đánh một trận tơi bời huống chi huyết thần công tước không ngừng truy tìm diệp thùy thuấn di xuất hiện phương vị di động nhưng chính là bắt không được đối phương đao phong chiến sĩ trong phim ảnh bộ thứ nhất nhân vật phản diện cuối cùng biến thành huyết thần mặc dù có được di chuyển nhanh chóng cùng cách không đẩy ra đao phong đặc dị năng lực, nhưng công kích thủ đoạn trên cơ bản vẫn là tay dựa chân động tác, có thể nói là tương đối keo kiệt nhân vật phản diện bốt, nhẹ vốn phim A, không có cách nào. Trước mắt huyết thần công tước rõ ràng so trong phim ảnh mạnh hơn một chút, có được cấp cao hút máu năng lực, nhưng nói đến sức chiến đấu vẫn là có chút giật gấu vá vai, ngay cả cái phạm vi tính phương thức công kích đều không có, loại kia để con mồi lơ lửng hút máu năng lực cũng cần trước khóa chặt đối phương mới được, cái này cũng thật sự là dịp thùy may mắn. Tại trong phim ảnh hắn cuối cùng cũng là bị đao phong chiến sĩ dùng quyền cướp cộng thêm một chút tiểu kế mưu cho co. Tại dịp thùy một phen đặc sắc thao tác hạ, huyết thần thời hạn còn thừa thời gian cũng đang nhanh chóng giảm bớt. 6 ở 5 ở 4 Huyết thần thời hạn sắp kết thúc. Cái này khiến huyết thần công tước cảm thấy thời gian cấp bách, đột nhiên hắn từ bỏ dịp thùy, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở ngã trên mặt đất mập mạp bên người, dự cảm đến lúc đó hạn kết thúc, huyết thần giờ khắc này lựa chọn ưu tiên xử lý uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất đương nhiên chính là mập mạp cái này thuấn di tiểu tử trừ phá lệ đáng ghét, căn bản không hiểu công kích, mà hắn vừa mới cũng còn chưa hút hết mập mạp huyết dịch, vì dự phòng vạn nhất hắn quyết định tại thời hạn kết thúc trước trước tiên đem mập mạp máu hút khô. Hắn một thanh liền tóm lấy mập mạp yết hầu, đem mập mạp thân thể nhấc lên. Đáng thương mập mạp. Nguyên bản mập mạp thân thể lúc này lộ ra vô cùng tiều tụy, quả thực mặt không còn chút máu. Diệp Thùy thấy thế biểu lộ giật mình, mập mạp đã bị hố được đủ thảm, hiện tại sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc. Diệp Thùy trực tiếp có chút lúng cuốn, vội vàng cầm lấy cung tiễn, sưu sưu sưu, liên tiếp bắn ra ba mũi tên, bắn về phía huyết thần công tước. Xì si si thử ba mũi tên liên tiếp bắn trúng huyết thần công tước nắm lấy mập mạp cánh tay. À! Huyết thần công tước bị đau, kêu đau một tiếng, theo bản năng buông lỏng ra mập mạp. Bất quá điều này cũng làm cho hắn phát hiện cái gì? Những cái kia tiễn tự hồ là đột nhiên xuất hiện. Hắn cặp kia xích hồng con mắt nháy mắt hiện lên một tia giật mình, đột nhiên minh bạch dịp thùy có cũng không phải là thuấn di năng lực, mà là ẩn thân năng lực. Mỗi lần biến mất xuất hiện đều sẽ có vài giây đồng hồ khoảng cách, đây rõ ràng là ẩn thân sau dựa vào đi một chút qua lại hiển lộ hình ra. Hắn lại bị đơn giản như vậy mánh khóe cho lừa gạt. Qua, wow, huyết thần công tước trong miệng gầm thét, phóng tới vừa mới mũi tên bay tới phương hướng, hắn biết cái kia ẩn thân người liền đứng ở nơi đó, đồng thời căn bản là không có cách né tránh sự vô dết của hắn. Thử huyết thần công tước tay bắt lại ẩn thân dịp thùy bả vai như sắt thép ngón tay hoàn toàn đâm vào diệp thùy huyết nhục bên trong. diệp thùy nhìn không được kêu thảm một tiếng. quan wow. huyết thần công tước miệng không hợp với lễ thường lớn lên liền muốn cắn một cái hướng trước mặt hư không. hắn biết diệp thùy đầu là ở chỗ này, hắn hiện tại rất phẫn nộ, cho nên muốn cắn một cái rơi diệp thùy đầu. nhưng cùng lúc đó một huyết thần thời hạn kết thúc, một trận thê lương thét lên bên trong từng cái huyễn ảnh con dơi bắt đầu không gián đoạn từ công tước trong thân thể đi ra ngoài. Công tước cặp kia xích hồng sắc con mắt cũng tại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Vỡ ra miệng rộng bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Miệng vỡ ra là huyết thần mới có đặc hiệu, phổ thông hấp huyết quỷ cũng không có loại năng lực này. Cơ hội tốt. Diệp Thùy bả vai vô cùng thống khổ, thế nhưng là nhìn thấy công tước chính là bởi vì huyết thần có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc mà thu nhỏ miệng, hắn lập tức ý thức được nên làm như thế nào, một bó tỏi xuất hiện ở trong tay của hắn hắn một tay lấy tỏi đổi tiếng công tước miệng ba trung. Ô ô, công tước miệng không bị khống chế thu nhỏ, kia một bó chí ít năm sáu đầu tỏi tại trong miệng hắn đè ép, nước bốn phía, nồng đậm tỏi vị lan tràn ra. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 Thật thật xin lỗi A, à, một không cẩn thận liền trách ghi chép. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 32 thật thật xin lỗi a, à. một không cẩn thận liền trách ghi chép từ huyết thần trạng thái biến trở về phổ thông hấp huyết quỷ công tước, miệng không bị khống chế thu nhỏ, dịp thùy đổi tại trong miệng hắn tỏi nhận đè ép, tỏi nước chảy ra đến, một nháy mắt mùi hương đậm đặc bốn phía. Đối phổ thông hấp huyết quỷ đến nói, tỏi là trí mạng, mặc kệ là cường đại cỡ nào hấp huyết quỷ cũng vô pháp miễn dịch những này nhược điểm. Nhiều nhất chính là để bọn hắn có thể hơi đề cao một chút sức miễn dịch, sẽ không nhất thời bán hội liền chết đi thế nhưng là nhiều như vậy tỏi áp súc mà thành chất lỏng rót vào thể nội đừng nói là hấp huyết quỷ công tước diệp thùy đứng tại đối diện đều kém chút bị kia cổ tỏi vị cho hung ngất đi đao phong chiến sĩ trong phim ảnh một cái nữ hấp huyết quỷ đầu mục chỉ là bị nhân vật nữ chính dùng tỏi nước phun ra một điểm ở trên mặt liền trực tiếp nổ đầu chết mất ô ô ô nắm lấy diệp thùy cánh tay tay lực lượng bắt đầu cấp tóc sói mòn công tước thống khổ dùng hai tay che khuôn mặt của mình đồ thị hình chiếu đen trong miệng tỏi phun ra, thế nhưng là điểm này đều vô dụng, khuôn mặt của hắn nháy mắt biến thành màu đỏ tím, miệng, ít hầu một mảnh hỏa hồng, phản phất liền muốn bốc cháy lên, con mắt tại cuối cùng tràn ngập phẫn nộ, cưu hận, ác độc nhìn dịp thùy một chút sau. Oanh! Đầu của hắn trực tiếp nổ tung. Phanh, không đầu thân thể quỳ rạp xuống đất, hỏa diễm từ đầu bắt đầu cấp tốc trải rộng toàn thân của hắn, trong nháy mắt hắn biến thành cặn bã cái khác hấp huyết quỷ đều mộng bức. Diệp Thùy thân thể có chút lay động, trên bờ vai đau xót tận xương tủy, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Một bên vội vàng che bả vai vết thương, Diệp Thùy một bên vội vàng nhìn về phía cái khác hấp huyết quỷ, cùng ngã xuống đất mập mạp, mau muội ba người, nương theo công tước chết đi, những cái kia hấp huyết quỷ đã mất đi khống chế, bọn hắn không nhìn thấy Diệp Thùy, nhưng khát máu bản năng để bọn hắn theo bản năng nhìn về phía ngã xuống đất hôn mê ba người, nhau nhau lộ ra trong miệng răng nanh, liền muốn bổ nhào vào ba người trên thân. Diệp Thùy trong lòng quýnh lên, nhưng vào lúc này nương theo lấy, bành, bành bành bành, thanh âm, những này hấp huyết quỷ đột nhiên lần lượt đều bốc cháy lên, biến thành tro tàn. Hình ảnh kia mười phần huyễn khốc. Hấp huyết quỷ công tước đã chết đi. Trò chơi kết thúc, nhân tộc đạt được thắng lợi cho nên những này hấp huyết quỷ đều đem bị xóa bỏ. Diệp Thùy trong lòng suy đoán nói, lại nhìn về phía mau muội quỷ đảo Lý Mỹ cùng mập mạp, muốn xác định tình huống của bọn hắn. Lúc này Kim Quang giáng lâm, bao phủ tại hắn trên thân. Sau một khắc Diệp Thùy phát hiện mình về tới cái kia trống không gian phòng. Hiện tại gian phòng này cũng không phải là không có vật gì, Diệp Thùy hối đoái những vật kia đều chính trưng bày ở đây. Diệp Thùy phát hiện bộ ngực mình tổn thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, mỗi một lần trò chơi kết thúc, thân đều sẽ trị liệu người sống sót thương thế, chỉ cần còn không có tắt thở liền có thể cứu trở về, hơn nữa là miễn phí. Kết thúc. Diệp Thùy nhẹ nhàng thở ra, mập mạp bọn hắn chỉ cần còn có một hơi, liền có thể toàn máu phục sinh. Mặc dù thân là lão âm bức lần này trò chơi hắn tương đối mà nói so với những người khác muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng tối hậu quan đầu yên nguyên nguy hiểm vạn phần. Chúc mừng ngươi. Ngươi tại lần này trong trò chơi thuận lợi may mắn còn sống sót xuống dưới. Phía dưới tổng kết thành tích của ngươi. Ngươi giết chết kẻ giết chóc hai năm con, thu hoạch được điểm tích lũy 1.520 phân. Ngươi giết chết hấp huyết quỷ công tước, thu được 800 phân. bổ sung ban thưởng 2.550 phân. Ngươi cứu vớt không tên người sống sót, thu hoạch được điểm tích lũy 0 phân. trò chơi ban thưởng. Ngươi hoàn thành hoàn thành điều kiện, thu được huyết thần chi thư. Bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc, ngươi thu được một nghìn khen thưởng thêm phân. Điểm tích lũy tổng cộng. Năm nghìn tám trăm bảy mươi phân. Ngươi còn thừa điểm tích lũy tổng cộng. Sáu mươi mười điểm. Lần này đạt được năm nghìn tám trăm phân. Diệp Thùy cảm nhận được thần sứ cho tin tức, nhìn không được thở dài, so với một lần trước liền có thêm hơn năm trăm phân, tiến bộ mới như thế điểm, thật sự là hổ thẹn A. À. Có tin ta hay không cho ngươi hàng một đạo thiên khiển? Lần thứ nhất 5.000 điểm còn có thể nói là may mắn, lần thứ hai có có thể được nhiều như vậy, thần trò chơi tiến hành nhiều năm như vậy chưa bao giờ có được chứ. Còn liền có thêm 500 điểm. Những người khác một lần trò chơi cầm tới 500 điểm chính là rất đáng gờm rồi có được hay không? Huống chi ngươi còn chiếm được ma giới, huyết thần chi thư? hai thứ đồ này cộng lại giá trị hơn 20 vạn điểm tích lũy ngươi có biết hay không ngươi đã phá kỷ lục rồi ước chừng là bởi vì quá phẫn nộ đến mức hơi không khống chế được thần sứ nội tâm những này nhã rảnh cũng mơ hồ truyền vào dịp thùy trong đầu cảm thụ được thần sứ ý thức dịp thùy sửng sốt một chút ngượng ngùng cười cười thật thật xin lỗi a à, không cẩn thận liền trách ghi chép hắn bắt đầu suy tư mình điểm số bổ sung ban thưởng hai năm năm không phân đây là là giết chết công tước về sau cái khác chết đi hấp huyết quỷ điểm số diệp thùy nhớ kỹ kim quan giáng lâm trước nhìn thấy cái khác hấp huyết quỷ đều đi theo hóa thành cho tàn xem ra những này cũng đều tính là điểm tích lũy trách không được giết chết hấp huyết quỷ công tước chỉ có 800 phân ban thưởng nguyên lai trong này còn có bổ sung ban thưởng còn có một nghìn khen thưởng thêm phân là bởi vì hắn biểu hiện ưu tú cho tại diễn đàn bên trên nhìn những người khác phát bài viết thảo luận, khen thưởng thêm phân rất khó thu hoạch được. Cái này điểm số tại cấp dê độ khó bên trong tối cao chính là 1.000 phân, thấp nhất chỉ có 10 điểm, có người lấy được 100 ban thưởng phân liền phát bài viết khoe khoang. Diệp Thùy một mặt ha ha. Tiếp lấy Diệp Thùy nghĩ đến mau mùi bọn hắn, vội vàng hỏi thăm thần sướng. Ta có thể xem xét cái khác người sống sót danh sách đúng hay không? Đúng vậy, người muốn xem xét sao? Muốn. Một cái danh sách lập tức xuất hiện ở Diệp Thùy trước mặt, phía trên ghi chép tất cả người sống sót hết thảy 3,024 tên, còn có bổ sung ảnh chụp tin tức, Diệp Thùy xem một phen, cuối cùng tìm được Mao Muội xa quỹ đảo Lý Mỹ danh tự. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến Trương Vĩ đạt danh tự, gia hỏa này cũng sống tiếp được. Lần này trò chơi cái khác người sống sót danh sách đâu? Ta muốn xem xét. Diệp Thùy nói tiếp, hắn từ diễn đàn bên trên đã biết mỗi lần trò chơi kết thúc lúc còn có thể xem xét lần này trò chơi người sống sót danh sách. Một cái khác danh sách xuất hiện ở dịp Thùy trước mặt. Cái này danh sách bày ra chính là trận này trò chơi tất cả người tham dự danh sách, trong đó chết đi tên người chữ sẽ bị vẽ lên gạch đỏ. Dịp Thùy một phen xem xét, trừ bọn hắn những lão nhân này, cái khác người sống sót còn có 13 tên, đương nhiên, trừ Dịp Thùy bọn 4 người, chín người khác đều là không có tư cách tiếp tục tham gia trò chơi mà mập mạp Thái Tuấn danh tự cũng ở trong đó. Quá tốt rồi, mập mạp cuối cùng sống tiếp được. Diệp Thùy trong lòng vui mừng. Nếu như mập mạp chết ở chỗ này, hắn khẳng định trong hội dây dứt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mập mạp bị hấp huyết quỷ luân phiên gọt, cuối cùng còn bị hút máu, vậy mà có thể còn sống sót, cũng thật sự là kỳ tích. Diệp Thùy nhất định phải hảo hảo đền bù hắn. Hiện tại, ngươi muốn hối đoái vật phẩm sao? Thần sứ tiếp tục hỏi. Điều tra liệt biểu đi. Dịp Thùy đáp lại nói. Hiện tại bắt đầu shopping thời gian. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 Ta thật sự là bị thượng thiên nhận chứng đại khoa học gia A. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 33 Ta thật sự là bị thượng thiên nhận chứng đại khoa học gia A. Diệp Thùy trước mặt xuất hiện có thế hối đoái vật phẩm liệt biểu. Ở trong đó bao quát ma giới thế giới đồ vật, còn gia nhập lần này trải qua lưỡi đao thế giới đồ vật. Hắn đảo qua liệt biểu, tìm kiếm bên trong mới xuất hiện đồ vật. Vật phẩm bên trong nhiều hơn rất nhiều đặc biệt nhằm vào hấp huyết quỷ vũ khí, làm bằng bạc súng ngắn đạn, ti tử ngoại bom các loại, cũng có lưỡi đao ngân kiếm, máy móc cung loại này hấp huyết quỷ thợ săn chuyên môn vũ khí, còn có một số hiện đại thế giới súng ống vũ khí lưỡi đao dù sao cũng là phát sinh ở hiện đại đô thị bên trong cố sự, dính đến rất nhiều nhân loại phương diện lực lượng vũ trang. Mặc dù vừa mới kinh lịch chỉ là lưỡi đao bộ thứ nhất bên trong kẻ giết chóc, nhưng nơi này xuất hiện vật phẩm đã bao hàm tất cả ba bộ khúc bên trong đồ vật. Huyết thần chi thư Những vật phẩm này bên trong, giá trị cao nhất là trong đó huyết thần chi thư. Đây là một bản nhìn 10 phần cổ phát thư quyển, có được sử thi cấp bậc bình xét cấp bậc, giá trị 5 vạn điểm tích lũy. Diệp Thùy nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn bốn phía, ở trước mặt hắn trên mặt đất đặt vào một cái đồng dạng thư quyển, là hắn giết chết công tước sau đạt được ẩn tàng ban thưởng, hắn hiếu kỳ đem thư quyển cầm lên. Nguyên lai lần này ẩn tàng ban thưởng chỉ là sử thi cấp bậc a, vẫn là có thể trực tiếp dùng điểm tích lũy hối đoái. Không phải mỗi một lần trò chơi đều sẽ xuất hiện truyền kỳ vật phẩm. Sử thi cấp vật phẩm đã rất trân quý thần sứ thanh âm bên trong đè nén nhàn nhạt lửa giận nói. Hắn cùng cái khác người sống sót giao lưu có thể hoàn toàn giữ vững tỉnh táo, trên thực tế hiện tại cơ hội tất cả người sống sót đều không có phát giác hắn kỳ thật cũng là có người ý thức, chỉ cho là hắn là một cái cùng loại trí năng AI đồng dạng tồn tại. Cũng chỉ có dịp thùy, cùng cái này treo bức giao lưu thời điểm luôn luôn nhịn không được để hắn sinh ra dư thừa cảm xúc. Sử thi cấp bậc vật phẩm Ngươi loại kia ghét bỏ ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Có biết hay không đối phổ thông người sống sót đến nói, một kiện sử thi vật phẩm đã coi là rất cường đại có được hay không? Có thể được xưng là nghịch thiên. Huyết thần chi thư có công hiệu gì? Diệp Thùy xem xét Huyết thần chi thư giới thiệu. Phát động Huyết thần chi thư có thể để hắn biến thành huyết thần, huyết thần có được so sánh huyết tổ thực lực cường đại cho nên đối với hấp huyết quỷ đến nói huyết thần chi thư có thể nói là quý báu nhất vật phẩm một trong hấp huyết quỷ diệp thùy lập tức liền cảm thấy quyển sách này đối với mình vô dụng bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn trở thành hấp huyết quỷ người thật là tốt không làm làm cái gì hấp huyết quỷ trừ có thể biến thành huyết thần bên ngoài diệp thùy tiếp tục xem thư giới thiệu hơi thở đột nhiên trong mắt khẽ động nắm giữ huyết thần chi thư có thể thôn phệ mới mẹ chết đi người thi thể, tồn trữ huyết năng, nếu như thân thể bị thương tổn, có thể tiêu hao huyết năng để thân thể khỏi hẳn, thậm chí nháy mắt từ sắp chết khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Bị thương sau có thể nháy mắt khôi phục. Điều này đại biểu cái gì? Đây là khóa máu treo. Về phần thôn phệ thi thể. Ngoà tàu, nhà ở lữ hành lão âm bức giết người diệt khẩu thiết yếu thần khí. Ta thật sự là bị thượng thiên nhận chứng đại khoa học gia A. Diệp Thùy cầm huyết thần chi thư, một mặt dập dần. Cùng tiểu tử này giao lưu thời điểm, thần sứ phát hiện mình luôn luôn nhìn không được có loại muốn xuất thủ giáo huấn hắn xúc động. Huyết thần chi thư địa phương đáng sợ nhất là có thể nháy mắt sáng tạo ra huyết thần đến. Lúc này Diệp Thùy chỉ cần lựa chọn hấp huyết quỷ huyết mạch, vậy liền có thể lập tức trở thành một huyết thần người sống sót, miễn dịch dương quan cùng tỏi, ngân khí thân thể cường đại vô song, chỉ là cần dùng máu tươi duy trì sinh mệnh, về sau trong trò chơi lại thêm ma giới gia trì, hắn coi như từ từ nhắm hai mắt cũng có thể một đường thông suốt. Nhưng tiểu tử này vậy mà chỉ nhìn lên huyết thần chi thư có thể nháy mắt khôi phục cùng thôn phệ thi thể hiệu quả. Đây chẳng qua là huyết thần chi thư nhất không đáng giá nhắc tới năng lực. Xem hết các loại hối đoái vật phẩm về sau, Diệp Thùy lại nhìn về phía huyết mạch danh sách trao đổi lưỡi đao thế giới huyết mạch chỉ có một loại. Hấp huyết quỷ huyết mạch. Nhưng loại này huyết mạch lại có khác nhau phân loại. Chính thống hấp huyết quỷ huyết mạch, chia làm tôi tớ, nam tước, tử tước chờ đẳng cấp khác nhau. Trong đó chính thống tôi tớ hấp huyết quỷ huyết mạch, chỉ cần 200 điểm tích lũy liền có thể hối đoái. Nam tước cần 500 điểm tích lũy, tử tước cần 1.000 điểm tích lũy, bá tước cần 2.000 điểm tích lũy, hầu tước cần 5.000 điểm tích lũy, công tước cần một vạn điểm tích lũy, thân vương cần hai vạn điểm tích lũy, mà cường đại nhất huyết tổ thì cần 5 vạn điểm tích lũy. Huyết thần đồng dạng thuộc về hấp huyết quỷ chính thống, nhưng chỉ có thể thông qua huyết thần chi thư đạt tới trong phim ảnh là hiến tế 12 tên hấp huyết quỷ trưởng lão cùng ngày đi người máu đến thu hoạch được, nhưng có huyết thần chi thư liền có thể giảm bớt những phiền toái này. Ngoài ra hấp huyết quỷ huyết mạch trừ sẽ có được ngân khí, tỏi, ti tử ngoại loại hình nhược điểm bên ngoài, còn nhất định phải dựa vào máu tươi duy trì sinh mệnh. Trừ chính thống hấp huyết quỷ, còn có hai loại biến dị hấp huyết quỷ huyết mạch. Loại thứ nhất chính là ngày đi người hấp huyết quỷ, đến tự đao phong chiến sĩ bản thân, là nhân loại cùng hấp huyết quỷ hỗn huyết, có được hấp huyết quỷ lực lượng, thể phách, nhưng miễn dịch hấp huyết quỷ nhược điểm, chỉ là cần không ngừng phục dụng huyết thanh, nếu không liền sẽ hoàn toàn sa đọa thành hấp huyết quỷ. Loại này huyết mạch không có tôi tớ, nam tước, tử tước loại hình đẳng cấp, cần một vạn điểm tích lũy. Loại thứ hai là người thu hoạch hấp huyết quỷ, loại này huyết mạch đến từ đao phong chiến sĩ bộ 2, một loại hút hấp huyết quỷ huyết dịch biến chủng hấp huyết quỷ. Người thu hoạch có được hấp huyết quỷ nhược điểm, nhưng năng lực cùng truyền nhiễm tính càng mạnh, hối đoái chỉ cần 5.000 điểm tích lũy, đồng dạng không có các loại đẳng cấp, nhược điểm thì là. Lại biến thành đầu trọc, tam giác miệng quái vật dịp thùy đảo qua những huyết mạch này phủ định lắc đầu hắn sẽ không hối đoái những này có tì vết huyết mạch đối hấp huyết quỷ hắn hoàn toàn không thích mặc dù có thể vĩnh sinh nhưng nhược điểm quá rõ ràng liền xem như huyết thần có thể miễn dịch nhược điểm cần phải hút máu người mới có thể sinh hoạt không cách nào dùng ăn thức ăn bình thường dịp thùy căn bản sẽ không cân nhắc đối với người sống sót đến nói hối đoái huyết mạch hậu lực lượng sẽ đạt được chất tăng lên hắn bây giờ tính gộp lại đã thu được một vạn điểm tích lũy không tính ma giới cùng huyết thần chi thư hắn cũng đã tiến vào siêu phàm người sống sót hàng ngũ bình thường người sống sót ở thời điểm này đều sẽ hối đoái tốt huyết mạch huyết mạch cực kỳ trọng yếu vậy sẽ cho người sống sót mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất bất quá dịp thùy cũng không vội hối đoái huyết mạch thông qua xem diễn đàn đạt được tin tức hắn đã có ngưỡng mộ trong lòng huyết mạch mặc kệ là ma giới thế giới vẫn là đao phong chiến sĩ thế giới bên trong xuất hiện huyết mạch đều không phải hắn muốn huyết mạch của hắn nhất định phải hảo hảo sàng chọn mới có thể làm ra quyết định, kiên quyết đừng có bất kỳ tì vết. Hắn bắt đầu tiếp tục xem xét danh sách năng lực. Danh sách năng lực bên trong, lần này thêm ra tới đều là các loại loại hình cách đấu kỹ. Tỷ như lưỡi đao cách đấu kỹ, cái này thuộc về tinh phẩm kỹ năng, giá trị 2.000 điểm tích lũy, có thể để dịp thùy có được đao phong chiến sĩ năng lực chiến đấu. Quỹ đạo Lý Mỹ hối đoái giết chết biêu nữ sát thủ cách đấu kỹ, cùng mau mùi vai kiên hải tạc năng lực chiến đấu, đều chỉ bỏ ra 300 điểm tích lũy, thế nhưng là lưỡi đao cách đấu kỹ lại muốn 2.000 điểm tích lũy. Diệp Thùy hơi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Giết chết Bill cùng vai kiên hải tạc bên trong cách đấu kỹ, người sử dụng dù sao cũng là người bình thường, mà đao phong chiến sĩ thân là ngày đi người, tổ chức thân thể năng lực viễn siêu thường nhân, bọn hắn cách đấu kỹ đương nhiên phải càng thêm trân quý uy lực cũng càng mạnh. Trừ lưỡi đao cách đấu kỹ bên ngoài, còn có cái khác một chút lấy nhân vật danh tự làm mở đầu cách đấu kỹ, đều là đến từ lưỡi đao thế giới nhân vật, tỉ như lôi cáp đặt cách đấu kỹ, ni toa cách đấu kỹ chờ chút. Những này đẳng cấp đa số đều là phổ thông, hối đoái điểm tích lũy cũng đều là 200 đến 1 ngàn ở giữa bọn hắn tại trong phim ảnh đều là bị nhân vật chính ngược tạp mau hoặc là vai phụ. A. À, Đột nhiên Diệp Thùy tại những này bên trong phát hiện một cái tinh phẩm cách đấu kỹ, hối đoái điểm tích lũy vậy mà khoảng chừng 2.500 điểm. So lưỡi đao còn cao. Trong phim ảnh đơn đã độc đấu còn có so đao phong chiến sĩ mạnh hơn. Diệp Thùy lấy làm kinh hãi, cái này cách đấu kỹ tên gọi. Người tuyết cách đấu kỹ. Người tuyết. Diệp Thùy nhíu mày, đao phong chiến sĩ bên trong có dạng này số một nhân vật. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 Chẳng lẽ ngươi là một cái ẩn tàng nữ trang đại lão? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 34 Chẳng lẽ ngươi là một cái ẩn tàng nữ trang đại lão? Diệp Thùy nhìn qua đao phong chiến sĩ hệ liệt phim, chỉ là thời gian dù sao đã rất xa xưa, rất đa tình tiết đều đã mơ hồ không rõ, nhất thời bán hội không có cách nào nghĩ đến người tuyết đến cùng là ai bất quá cái này điểm tích lũy vậy mà so lưỡi đau còn muốn cao vậy khẳng định rất đáng gờm hiện tại dịp thùy có được viễn trình xạ kích năng lực khuyết điểm lại là cận chiến lão âm bức cũng chưa chắc không cần cận chiến cũng tỉ như lần này hắn dùng cơm đau từ phía sau lưng đâm hấp huyết quỷ thời điểm cũng rất phí sức có được hay không ngón tay hiện tại cũng còn có chút đau buốt nhất cách đấu kỹ là nhất định dịp thùy do dự nửa ngày lựa chọn hối đoái người tuyết cách đấu kỹ một vệt kim quang rơi vào trên người hắn, khi kim quang khôi phục sau hắn lập tức liền cảm giác thân thể dễ dàng không ít, đưa tay vuốt ve thân thể, nguyên bản có chút nông rộng hình thể trở nên 10 phần cứng rắn trắng chắc. Làm lên nhảy, đã nghiêng các loại động tác cũng đều thuận buồm xuôi gió. Còn sinh ra một loại có thể một hơi đánh 10 cái cảm giác mạnh mẽ. Trong lòng của hắn vui mừng, minh bạch đây chính là cách đấu kỹ công hiệu, phản phất trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút mừng rỡ. Bởi như vậy, mình cánh tay kỳ lân sẽ không rõ ràng như vậy đi. Lần này kinh lịch hấp huyết quỷ kẻ giết chóc, khó đảm bảo về sau sẽ không lại lần gặp được, còn muốn hối đoái một thanh làm bằng bạc vũ khí. Diệp Thùy tiếp lấy suy tư, muốn hối đoái liền hối đoái tốt nhất. Hắn rất nhanh liền lựa chọn muốn hối đoái cái gì. Hối đoái đao phong chiến sĩ vũ khí, cây đao này phong chiến sĩ ngân đao. Đao phong chiến sĩ ngân đao là ngân hợp kim chế tạo, thuộc về tinh phẩm vũ khí, nắm chui chỗ còn có cơ quan, nếu như không phải dùng chính xác phương thức nắm chặt liền sẽ bắn ra lưỡi dao, đưa bàn tay cắt nát. Làm tinh phẩm vũ khí nó đối với hấp huyết quỷ còn có đặc thù lực sát thương, trừ sắc bén vô song bên ngoài, tại bổ về phía hấp huyết quỷ lúc có thể cung cấp một tầng lực lượng tăng phúc. Cây đao này giá trị 1.500 điểm tích lũy. Có tinh phẩm đao, vậy liền lại đến một thanh tinh phẩm cung đi. Diệp Thùy tiếp tục xem vũ khí danh sách trao đổi. Rất nhanh, hắn tốn hao 1.500 điểm tích lũy lại đổi một thanh tinh phẩm tinh linh cung. Trước đó hắn hối đoái chính là phổ thông cung, giá trị chỉ có 100 điểm tích lũy, hiệu quả cùng thế giới hiện thực cung tiễn cùng loại, mà tinh phẩm tinh linh cung thì càng thêm nhẹ nhàng, tầm bắn càng xa, kéo cung lực đạo nhưng còn xa so phổ thông cung càng nhỏ hơn. Nó thuộc về tinh linh tạo vật, bổ sung phong hệ ma pháp, tên bắn ra còn có ẩn nấp hiệu quả. Quả thực chính là đặc biệt vì lão âm bức chuẩn bị. Kể từ đó dịp thùy hối đoái vật phẩm, năng lực hết thảy hao tốn 5.500 điểm tích lũy, còn thừa 510 điểm tích lũy. Ai, điểm tích lũy thật không trải qua hoa A. À? Nhìn xem còn lại điểm tích lũy, dịp thùy nhìn không được thở dài. Ngươi hối đoái xong chưa? Hối đoái sau khi hoàn thành có thể rời đi. Thần sứ ý chí vang lên, hắn thật sắp nhịn không được. Không nên cản ta, ta muốn đánh chết tiểu tử này. Lại hối đoái một điểm vật gì khác đi. Diệp Thùy vội vàng nói, lần này kinh lịch lưỡi đau thế giới, để danh sách trao đổi bên trong xuất hiện rất nhiều hiện tại khoa học kỹ thuật sản phẩm, các loại súng ống, bom còn có áo chống đạn, kính nhìn đêm loại hình thiết bị, những này có lẽ tại về sau đều cần phải. Diệp Thùy thế là liền lần lượt từng cái đổi một chút hết thảy hao tốn 300 điểm tích lũy. Cảm giác hối đoái không sai biệt lắm, Diệp Thùy một bên cảm khái, chỉ còn lại 200 điểm tích lũy, một bên tại thần sứ không thể diễn tả trong ý thức lựa chọn rời đi. Lần này trò chơi người sống sót. 8 người. Tử vong nhân số. 62 người. Có được tư cách tiếp tục trò chơi nhân số. 4 người. Xin chú ý, không cần lấy bất luận cái gì hình thức lộ ra trò chơi tồn tại, nếu không ngươi đem bị thần xóa bỏ. Lần sau trò chơi lúc bắt đầu ở giữa vì nửa tháng sau vào lúc giữa trưa. Ngươi bây giờ có thể rời đi, phải chăng rời đi? Thần sứ theo thường lệ phát ra hỏi thăm. Diệp Thùy chọn rời đi. Kim Quang bao phủ, sau một khắc hắn một lần nữa về tới gian phòng của mình. Lần này chết hơn 60 người, trực tiếp chết tại ta cùng mau muội, Lý Mỹ thủ hạ hấp huyết quỷ cũng không qua hơn 30 con, xem ra còn lại đều là bị chuyển hóa thành hấp huyết quỷ sau bị xóa bỏ có thể tiếp tục người sống sót có bốn cái cũng chính là ta cùng mau mùi lý mỹ còn có trương vĩ đạt còn lại bốn người sống sót bao quát mập mạp ở bên trong đều là không có bị hấp huyết quỷ cắn cũng không có vết chết hấp huyết quỷ sống sót diệp thùy trong lòng suy tư một trận phanh 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 tiếng đập cửa vang lên diệp thùy diệp thùy ngươi nhanh lên mở cửa ta biết ở bên trong Ngươi có bản lĩnh gạt ta, ngươi ngược lại là mở cửa a." À? Mập mạp gào thét âm thanh hướng về phía. Mập mạp không có tư cách tiếp tục trò chơi, cho nên bị thần xóa đi ký ức, vì để cho hắn đối kinh lịch hành vi sinh ra hoài nghi, thế giới hiện thực đã từng xảy ra sự tình cũng bị thần tiến hành sửa chữa, nguyên bản trò chơi bắt đầu trước mập mạp đã vọt vào gian phòng, nhưng bây giờ hắn còn tại ngoài cửa, rất nhanh liền sẽ phá cửa mà vào. Diệp Thùy vội vàng đem thân trên xé nát cởi quần áo xuống tới, cửa phòng lúc này bị đẩy ra, mập mạp trong ngực ông kia khoảng bên trong áo một mặt lửa giận vọt vào. Sau đó mập mạp ngơ ngác một chút, mặt mũi tràn đầy lửa giận vô ý thức biến thành khẩn trương. Bởi vì nhìn thấy Diệp Thùy một thân tráng kiện bắp thịt bộ dáng, hắn nhịn không được liền sinh lòng e ngại, không nghĩ tới mình vị này hàng xóm dáng người tốt như vậy. Diệp Thùy trong lòng ít nhiều có chút cảm khái, còn như vậy một tia ấy nấy. Lần này may mắn mà có mập mạp giúp hắn hấp dẫn cừu hận giá trị mới có thể thành công che giấu tung tích xử lý hấp huyết quỷ công tước. Bộ này bên trong áo hai ngàn khối đúng không? Nhìn thấy mập mạp e ngại dáng vẻ, Diệp Thùy đánh gãy hắn cười nói, số tiền kia ta ra, đợi lát nữa mời ngươi xuống dưới ăn cơm có được hay không? À! Mập mạp phẫn nộ lập tức biến thành nghi hoặc. Hắn cái này đều chuẩn bị cùng Diệp Thùy liều mạng, làm sao Diệp Thùy đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? thật. Mập mạp nghi ngờ hỏi. Diệp Thùy không nói lời nào trực tiếp lấy điện thoại di động ra uy chát chuyển khoản, cho mập mạp phát 10 cái 200 nguyên hồng bao. Mập mạp mộng bức từng cái điểm tiếp nhận, nhìn xem tới sổ 2.000 khối kia là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá mập mạp có một cái ưu điểm, đối với nghĩ không hiểu sự tình liền không thèm nghĩ nữa, tâm rộng, hắn cười nói. Vậy ta cũng không khách khí. Diệp Thùy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói tiếp. Chờ ta đổi bộ y phục, đợi lát nữa ăn cái gì ngươi tùy tiện điểm. Mập mạp đáp ứng một tiếng, chuẩn bị đưa trong tay nội y vứt xuống rời đi. Diệp Thùy lại làm cho hắn đem bên trong áo lấy đi, còn một mặt thánh khiết nói. Lúc trước trêu cật ngươi là ta không đúng, bên trong áo liền đưa cho ngươi, ngươi giữ lại có thể về sau cho ngươi bạn gái xuyên. Nói xong hắn mỉm cười vỗ vỗ bả vai của mập mạp dù sao thứ này hắn giữ lại cũng vô dụng, hắn một cái độc thân nam sinh gian phòng bên trong nữ sinh bên trong áo tính là gì chuyện. Mập mạp thế là liền mang theo bên trong áo trở về gian phòng của mình. Mà trở lại gian phòng về sau, mập mạp nhìn xem bên trong hàng mã lắp đặt nữ người mẫu, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia kỳ quái xúc động, lúc trước mua bên trong áo thời điểm cái kia uy chát tiểu tỷ tỷ đã mở ra hộp đóng gói, lúc này mập mạp mở hộp ra lấy ra bên trong màu hồng tráo tráo đến, cho tới nay mập mạp đều có một cái nghi vấn, không biết nữ sinh mang tráo tráo là cảm giác gì. Các nam sinh tại nhân sinh một cái nào đó giai đoạn, hẳn là đều sẽ đối loại chuyện này sinh ra qua hứng thú A. Tự mình xuyên che đậy che đậy hoặc là giúp nữ sinh thoát che đậy che đậy. Mập mạp tính toán một hồi tráo tráo cấu tạo, liền chuẩn bị căn cứ thăm dò tinh thần đeo lên thử một lần. Có chút chật vật rốt cục đem tráo tráo đeo ở trên người, mập mạp trong lòng chính cảm khái làm nữ sinh thật không dễ dàng vẫn là làm nam sinh tốt cửa phòng lúc này đột nhiên liền bị đẩy ra đổi xong quần áo diệp thùy đi tới chúng ta xuất phát hắn biểu lộ không khỏi ngưng lại có lỗi với quấy rầy vội vàng rời khỏi Ngoà tàu mập mạp không nghĩ tới ngươi là như vậy ngươi chẳng lẽ ngươi là một cái ẩn tàng nữ trang đại lão tại chiến trường bên trong chết sống không chịu đem bên trong áo ném đến ta đã cảm thấy không được bình thường. Thùy ca, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, mập mạp vội vàng hô. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 Tốt một đầu hoang dại mập cá chết. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 35 Tốt một đầu hoang dại mập cá chết người tuyết vậy mà là hắn. Trong tiệm cơm, Diệp Thùy cùng mập mạp muốn một cái ghế lô, mặc dù lúc trước mập mạp bị vị tiểu thư kia tỉ hẹn đi ra lúc sau đã ăn cơm xong, nhưng bây giờ hắn yên nguyên lại điểm một bàn đồ ăn, ngay tại Diệp Thùy đối diện không tim không phổi ăn như hổ đói. Diệp Thùy không có quá đa tâm tình, Miễn cưỡng ăn vài thứ sau liền lấy ra điện thoại xem xét đao phong chiến sĩ tuyết rơi vừa người tin tức. Người tuyết là đao phong chiến sĩ hai bên trong một cái hấp huyết quỷ nhân vật nhân vật này diễn viên là vũ trụ đan đồng thời đao phong chiến sĩ hai bộ phim này võ thuật chỉ đạo chính là vũ trụ đan cũng là bởi vì vũ trụ đan võ thuật chỉ đạo để lưỡi đao hai động tác thiết kế viễn siêu cái khác hai bộ trở thành ba bộ khúc bên trong đánh giá cao nhất một bộ ps đương nhiên lưỡi đao hai kinh điển cũng bởi vì đạo diễn là lớn con quay nguyên nhân lớn con quay tác phẩm bao quát lưỡi đao hai phan thần mê cung điện mục nam tước hai bộ Vòng Thái Bình Dương 1, năm ngoái thủy hình vật ngữ còn thu được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, đề cử mọi người đi xem hắn một chút phim, đều có điểm đặc sắc, đối quái thú tình hữu độc chung. Chẳng những lưỡi đau hai bên trong những cái kia đặc sắc đánh nhau đến từ vũ trụ đang thiết kế, bản thân hắn cũng ở trong đó đóng vai một cái lạnh lùng hấp huyết quỷ nhân vật, chính là người tuyết. Trong điện ảnh người tuyết ra sân cũng không nhiều, không có cùng đao phong chiến sĩ chính diện TK qua, cuối cùng cũng không có bàn giao hắn sống hay chết nhưng tự hồ chính là bởi vì hắn là từ võ thuật chỉ đạo vai trò tầng này thân phận gia trị, để hắn cách đấu kỹ so lưỡi đao còn muốn cao hơn. Trách không được ta được đến cách đấu kỹ sau có loại muốn đánh 10 cái xúc động. Thì ra là thế. Diệp Thùy nhìn xem mình tay, một mặt mừng rỡ. Tiếp lấy Diệp Thùy dùng di động đăng lục chư thiên võng lạc diễn đàn. Vừa mới đăng lục, hắn liền thấy hai đầu mới gửi đi tới thêm hảo hữu tin tức. Diệp Thùy biết đó chính là mau muội cùng Busujima Satomi, tại trò chơi lúc Diệp Thùy cùng các nàng từng cáo tri riêng phần mình tại diễn đàn bên trên danh tự, Diệp Thùy diễn đàn ID là lớn thần tiễn, mau muội ID là Viking chiến thần, Busujima Satomi ID hết sức kỳ quái, là một cái tên tiếng trung chữ, lý đẹp. Xác nhận hảo hữu, hai người liền lập tức hướng Diệp Thùy phát tới tin tức. Các nàng đều rất cao hứng Diệp Thùy sống tiếp được, đồng thời cũng thông qua người sống sót danh sách biết mập mạp không có chết trò chơi kết thúc trước mấy phút các nàng đều đã hôn mê bất tỉnh căn bản không biết xảy ra chuyện gì tưởng rằng mập mạp cuối cùng dùng thần thuộc đại phát thần uy giải quyết hết hấp huyết quỷ công tước mập mạp thật sự là thâm bất khả trắc a à, hắn truyền thừa huyết mạch nhất định không hề tầm thường đáng tiếc là không có trở thành tiếp tục trò chơi người sống sót theo các nàng mập mạp hẳn là chủ động từ bỏ tiếp tục trò chơi các nàng vì thế đều cảm giác được thật đáng tiếc, bởi vì lần này mập mạp chí ít có thể thu hoạch được 2-3 ngàn điểm tích lũy. Diệp Thùy cũng nói cho các nàng biết, hắn tại cùng các nàng sau khi tách ra liền trốn đến một chỗ, lợi dụng tỏi giết chết bốn cái hấp huyết quỷ, cuối cùng lấy được hơn 200 điểm tích lũy, so sánh dưới, Busujima Satomi, mau mùi lần này đều lấy được hơn ngàn điểm tích lũy, các nàng biểu thị lần tiếp theo trò chơi, nhất định sẽ trợ giúp Diệp Thùy nếu như không có ngoại ý muốn bọn hắn tiếp xuống sẽ một mực cùng một chỗ tham gia trò chơi trừ phi có người chết đi thái sự tình ngươi tốt nhất đừng khiến người khác biết hắn đã muốn trở về cuộc sống của người bình thường chúng ta liền không nên quấy rầy hắn hắn là người sống sót hậu duệ sự tình nếu như bị người biết được còn như thế cường đại có được kỳ diệu thần thuật nhất định sẽ làm cho những cái kia tổ chức lớn nghĩ hết biện pháp đạt được hắn mau mùi nhắc nhở dịp thùy nhắc nhở của nàng rất có đạo lý. Có cường đại năng lực người sống sót hậu duệ có thể nói là quý báu nhất tài nguyên, có thể xưng vạn người tranh đoạt cá chép mau mùi, Lý Mỹ lần này may mắn cùng mập mạp làm đồng bạn, lập tức liền lấy được hơn ngàn điểm tích lũy thành tích, ngươi nhìn cái này cá chép hiệu quả nhiều bổng. Mà dạng này người sống sót hậu duệ đa số đều bị trưởng khống tại những cái kia tổ chức lớn đại gia tộc trong tay, tượng mập mạp dạng này ít càng thêm ít cho nên mập mạp lại có thể nói là một đầu hoang dại cá chết. Nhất định sẽ gây nên cơ hội tất cả tổ chức điên cuồng cướp đoạt. Hiện tại người sống sót thế giới bên trong hết thảy có 7 đại tổ chức, phân biệt là Lấy Hoa Hạ làm cứ điểm A Long Hồn Tổ, lấy Nhật Bản làm cứ điểm Quỷ Nguyệt Xã, lấy Ấn Độ làm cứ điểm Xích Đạo Trời, phía Tây Âu làm cứ điểm Ma Khoa Đảng, lấy nước Mỹ làm cứ điểm Tương Lai Sẽ, còn có tôn trọng khoa học, ngân hà sùng bái, cùng si mê thế giới ma pháp, quái đảng tiểu trấn. Trừ cái đó ra, còn có cái khác các loại cỡ nhỏ tổ chức, gia tộc. Diễn đàn bên trên tựa hồ còn nâng lên người sống sót bên trong có một cái thập phần thần bí đồng thời cường đại hắc ám tổ chức, hành tung quỷ bí, nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái đều có được đối kháng cả một cái cỡ lớn tổ chức thực lực cường đại cũng không biết là thật là giả. Về phần người sống sót liên minh, tên như ý nghĩa, chính là những này lớn nhỏ tổ chức thống nhất thành lập tổ chức cơ cấu, dùng để duy trì người sống sót thế giới cân bằng ổn định, cùng loại liên hiệp quốc đồng dạng tồn tại. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho mập mạp lại cuốn vào đến người sống sót sự tình bên trong tới. Diệp Thùy đối mau mũi cam đoan, hắn đã quyết định, mấy ngày kế tiếp liền dọn nhà rời đi nơi này, triệt để ngăn cách cùng mập mạp hết thảy liên hệ, dù sao biết mập mạp thân phận chỉ có Diệp Thùy một người mang ta cùng Lý Mỹ mời hắn ăn một bữa cơm, cảm tạ hắn lần này chiếu cố. Mao Mùi cuối cùng gửi tin tức nói. Ta đã biết. Diệp Thùy cười cười hồi phục. Sau đó Diệp Thùy nhìn về phía ngồi tại cái bàn đối diện mập mạp. Mập mạp bữa cơm này ăn 10 phần tận hứng, mập mạp bụng đều bành trướng một vòng, hắn tựa ở dựa vào trên ghế dùng thăm trúc xỉa răng, một mặt không nói ra được thỏa mãn, trong miệng ở một cái, mặt béo đều bóng loáng tỏa sáng. Diệp Thùy nhìn không được cảm thán. Tốt một đầu hoang dại mập cá chết. Diệp Thùy chuẩn bị trước từ cương vị đầu nhai nhỏ phòng cho thuê bên trong dọn ra ngoài, hắn tại Nam Lăng thành phố một lần nữa tìm gian phòng ốc, bất quá cái kia cũng chỉ là tạm thời trụ sở. Lần thứ nhất trò chơi hắn hối đoái tinh linh châu bảo đã nhờ làm Dĩnh Nhi hỗ trợ xử lý, nghe nói là bán cho một vị Nhật Bản thổ hào, giá trị hơn 13 triệu, khấu trừ liên minh tiền hoa hồng dùng về sau, Diệp Thùy cuối cùng có thể cầm tới một ngàn vạn. Bởi vì mức to lớn, Lam Dĩnh Nhi mấy ngày gần đây nhất sẽ tiến về Nam Lăng thành phố tự mình đem số tiền kia giao cho Diệp Thùy. Diệp Thùy chuẩn bị dùng số tiền kia mua tòa nhà phòng ở, đồng thời hắn cũng cảm nhận được vì cái gì có người sẽ nói tiền tại đối người sống sót không có ý nghĩa. Đổi thành trước kia, đột nhiên trong tay có như thế đại nhất số tiền lớn, kia Diệp Thùy khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ hắn cảm giác lại hết sức bình tĩnh. Cũng chính là biết được tin tức này sau hơi hưng phấn một chút liền tẻ nhạc vô vị. Nên có càng lớn truy cầu, tiền tài thật chỉ là vật ngoại thân đây không phải trang bức. Ngày nay buổi sáng, dịp Thùy ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị thừa dịp mập mập giờ làm việc lặng lẽ rời đi trụ sở, cũng về sau lại không dự định cùng mập mập lúc gặp mặt, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra dịp Thùy nhìn thấy điện báo biểu hiện là Avatar, thế là là hắn biết đây là Lam dĩnh điện thoại ngươi đến nam lăng rồi dịp thùy kết nối điện thoại vừa mới hạ phi cơ ngay tại trên xe taxi hướng ngươi bên kia đuổi đói bụng chết rồi ngươi phải mời ta ăn cơm ăn tiệc lam dĩnh nhi tại điện thoại bên trong nói vậy được ngươi cùng lái xe nói để hắn chở ngươi đến lam thủy đường phố lai tinh khách sạn lớn ta mời ngươi ăn tiệc dịp thùy cười nói bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 36 Mua biệt thự còn phụ tặng nữ bộc tiểu thư tỷ một tên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 36 Mua biệt thự còn phụ tặng nữ bộc tiểu thư tỷ một tên Lam Thủy Đường Phố, lai Tinh khách sạn lớn bên ngoài Cũng không lâu lắm dịp Thùy liền thấy một chiếc xe taxi ngừng lại, làm Vĩnh Nhi từ trong xe xuống tới Nàng rất nhanh liền thấy được dịp Thùy, trên mặt vui mừng, nhưng nhìn về phía dịp Thùy sau lưng tiệm cơm lúc, biểu lộ lập tức liền phiền muộn. Cái gọi là lai tinh khách sạn lớn mặc dù danh tự lên rất phong độ, nhưng trên thực tế chính là một cái ba mươi bình quán cơm nhỏ, rách rách rưới rưới, rõ ràng là loại kia thường thấy nhất bình quân tiêu phí vượt qua 15 khối coi như xa xỉ địa phương. Điều kỳ quái nhất chính là trên biển hiệu lai tinh hai chữ còn tàn tạ không chịu nổi, có chút bộ phận tróc ra trực tiếp biến thành. Ngày sau, Ngày sau khách sạn lớn, Lam Vĩnh Nhi vừa mới trên xe liền chú ý tới trên con đường này có vẻ như có rất nhiều xử lý không tốt nghề nghiệp phụ nữ trải qua. Ngoà tao, tiểu tử này thật là đến mời ta ăn cơm sao? Nhìn xem Lam Vĩnh Nhi đi tới, Diệp Thùy trong lòng hơi xúc động, không thể không nói Lam Vĩnh Nhi thật là một cái rất đẹp nữ hài tử, quần ngắn hạ kia đôi thon dài chân trắng, đáng tiếc là cái avatar. Kia Linh lung tinh tế cân xứng cao gầy thân hình đáng tiếc là cái avatar. Kỳ tinh xảo xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt, đáng tiếc là cái avatar. Đây chính là ngươi nói tiệt. Lam Vĩnh Nhi đi đến dịp thùy trước mặt, một mặt cười lạnh. Đừng nhìn nơi này bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng là ngươi chỉ cần nếm đến cơm nước của bọn họ, như vậy ngươi liền sẽ phát hiện. Dịp Thùy nóng bỏng mời Lam Vĩnh Nhi đi vào tiệm cơm. Kỳ thật đồ ăn cũng không có gì đặc biệt. Lam Vĩnh Nhi bất quá nơi này tương đối thanh tĩnh cái giờ này mà cơ hồ không người đến vừa vặn thích hợp chuyện thương lượng dịp thùy nói tiếp chào hỏi trong tiệm cơm mặt ủ mày châu lão bản bắt đầu gọi món ăn bởi vì là lúc buổi sáng không lớn trong tiệm quạng cu ẻ vô cùng dịp thùy một mặt hào sản một hơi liền điểm một bàn đồ ăn đại thủ bút một bữa cơm trực tiếp liền tiêu phí hơn 70, đem cái bàn đối diện lam dĩnh nhi đều kinh đến nàng cảm thấy nàng lý giải tiệc cùng dịp thùy lý giải có chút không giống. Đây là bán ra ngươi này chuỗi châu báu đoạt được thu nhập. Lam Vĩnh Nhi tự mang theo người túi sách bên trong lấy ra một trương ngân đi tạp, từ trên mặt bàn đưa cho dịp thùy, mật mã 6 số 0, bên trong là 1.130 vạn có thể tùy thời lấy ra. Lại nói ngươi bây giờ thế nhưng là ngàn vạn phú ông, mời nữ hài tử ăn cơm tối thiểu nhất cũng phải đến cấp cao một điểm phòng ăn a. À. Ngươi đây liền không hiểu được, nơi này nhìn phá, nhưng trên thực tế kém xa bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Diệp Thùy dò xét trong tay tạp, nói nghiêm túc. Làm sao không đơn giản? Lam Vĩnh Nhi cũng ngưng trọng lên. Diệp Thùy đang chuẩn bị trả lời, lại vừa vặn nhìn thấy một vị lười biến tiểu tỷ tỷ đi vào tiệm cơm, nhìn vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, quần áo vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, hơi lớn một điểm động tác chính là một mảnh xung quanh bên ngoài tiết, nàng cùng lão bản muốn đặc biệt bán liền hà hơi liên thiên ngồi ở bên cạnh chờ đợi tự mình xuất ra cái gương nhỏ trang điểm lam vĩnh nhi bỗng nhiên liền hiểu đây chính là người cái gọi là không đơn giản tiểu tử này quả nhiên hoàn toàn như trước đây vô sĩ hiện tại là buổi sáng đến xuống buổi trưa ban đêm càng thêm đặc sắc kín người hết chỗ dịp thùy cười nói nhìn thấy lam vĩnh nhi lông mày đều chống lên vội vàng nói chính sự số tiền kia hiện tại là của ta nhưng nếu có một ngày ta không cẩn thận chết mất vậy cái này bút tiền cũng sẽ biến mất, đúng không? Không sai, nếu như ngươi bị giết chết về sau, ngươi có đồ vật liền sẽ biến mất, nhưng ngươi thông qua cái khác người sống sót giao dịch cấp châu báu, kim tệ lại như cũ sẽ tồn tại. Lam Vĩnh Nhi trong miệng nói, thở phì phò trừng dịp thùy một chút, cùng bản mỹ nữ ăn cơm vậy mà tới chỗ như thế, chưa thấy qua như thế không hợp thói thường. Chẳng lẽ bản mỹ nữ còn chưa đủ tú sắc khả sang sao? Diệp Thùy. Đáng tiếc là cái avatar. Lam Vĩnh Nhi tiếp tục nói. Liên minh bên này kỳ thật cung cấp một loại phục vụ, có thể đem trong tay ngươi tiền giao cho ngươi thân nhân bằng hữu. Diệp Thùy nếu như ở trong game chết đi, hắn tồn tại liền sẽ bị thần xóa đi, nhưng loại này xóa đi là đối với người bình thường mà nói, những người sống sót yên nguyên sẽ nhớ kỹ hắn, thông qua cái khác người sống sót chuyển tay đồ vật cũng sẽ bảo lưu lại tới chỉ có chính dịp thùy bản thân có đồ vật sẽ bị cùng nhau xóa đi dịp thùy vui mừng cái này muốn làm thế nào đến ngươi có thể đem số tiền kia giao cho liên minh chúng ta sẽ an bài một ít chuyện thông qua màu phiếu trúng thưởng các phương thức đem số tiền kia từng nhóm chậm rãi cho ngươi người nhà bằng hữu cứ như vậy coi như ngươi ngoài ý muốn qua đời những số tiền kia cũng sẽ không biến mất lam dĩnh nhi nói nguyên lai like là dạng này dịp thùy gật gật đầu mặc dù hắn hiện tại có ma giới loại này truyền kỳ vật phẩm gia trị, hóa thân lão âm bức tự tin có thể mỗi một lần trò chơi đều trở thành người thắng cuối cùng, thế nhưng là loại này sinh tử trò chơi khó nói sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đây là một đầu không cách nào quay đầu con đường, hắn nhất định phải vì chính mình sau khi chuẩn bị xong đường, liên minh loại phục vụ này ngược lại là thật không tệ lựa chọn. Diệp Thùy bật cười. Nếu là như vậy kia không thể tốt hơn, đúng, ta muốn mua tòa nhà phòng ở. Liên Minh có thể giúp một tay sao? Ngươi muốn mua phòng. Liên Minh bên này đương nhiên có thể vì ngươi phục vụ, trên thực tế ta chỗ này vừa vặn liền có một ngôi nhà đang tìm người mua, kia là một người sống sót cường giả lưu lại, hắn nửa năm trước tham gia trò chơi thời điểm bất hạnh chết đi, kia tòa nhà phòng ở là hắn thiết kế tỉ mỉ, nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể bán cho ngươi. Lam Dĩnh Nhi con mắt tỏa sáng mà nói. Đó là cái gì phòng ở? Diệp Thùy Hiếu kỳ nói, một tòa vùng ngoại thành biệt thự, lâm núi bị nước bao quanh, phong cảnh tươi đẹp, phong thủy siêu tốt. Lam Dĩnh Nhi hóa thân bất động sản môi giới ra sức bán hạ giá nói, mà lại mua biệt thự còn phụ tặng nữ bộc tiểu thư tỷ một nha. À, Diệp Thùy giật mình, mua biệt thự đưa nữ bộc tiểu thư tỷ, kia từ liên minh mua ô tô có phải là muốn tặng kèm người mẫu xe hơi? Cao Đoan như vậy sao? chờ một chút. Diệp Thùy đột nhiên nghĩ đến cái gì, phòng ở là một người sống sót. Như vậy cái kia người sống sót sau khi chết phòng ở không cùng lấy biến mất sao? Nghiêm chỉnh mà nói phòng, rất nhiều người sống sót tài sản vật phẩm đều là đăng ký tại liên minh trong tay, bộ dạng này là về liên minh tất cả, người sống sót mua xuống kia tòa nhà phòng ở về sau, chỉ là thu được quyền sử dụng, cho nên người sống sót sau khi chết phòng ở yên nguyên sẽ tiếp tục tồn tại. Lam Dĩnh Nhi giải thích, có thể tránh bọn hắn sau khi chết tài sản của mình sẽ trực tiếp bị xóa đi, chỉ cần liên minh tồn tại một ngày, những vật phẩm này liền cũng sẽ không biến mất. Nói như vậy, Diệp Thùy nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, ngoạ Tào, trước ngươi giống như cho rằng ta lần thứ hai trò chơi hẳn phải chết không nghi ngờ a, à, nhưng ngươi vẫn là cầm đi ta tinh linh châu bảo giúp ta bán ra. Nếu như ta thật tại lần thứ hai trong trò chơi chết đi, châu báu liền sẽ rơi xuống liên minh trong tay, đúng hay không?" Lam Dĩnh Nhi vội vàng lúng túng cười khan hai tiếng. Là như vậy. Liên Minh vận chuyển cần đại lượng tài lực, giúp các ngươi hối đoái tài phú tiền hoa hồng cũng không hoàn toàn đầy đủ. Liên Minh chủ yếu thu nhập nơi phát ra chính là những này vật vô chủ. Vật vô chủ chính là người sống sót giao cho Liên Minh bán ra, đảm bảo, nhưng người sống sót sau khi chết vật lưu lại. Bất quá, Diệp Thùy cũng minh bạch Liên Minh cách làm không gì đáng trách. Hắn thở dài chúng ta vẫn là tới trước nói một chút nữ bộc tiểu thư tỷ sự tình đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 Mụn mù, mù bệnh của ta rốt cục có trị. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 37 Mụn mù, mù bệnh của ta rốt cục có trị liên quan tới nữ bộc tiểu tỷ tỷ sự tình, làm dĩnh nhi không có lộ ra rất nhiều, có vẻ hơi thần bí, bất quá có lẽ đây chỉ là lòng dạ hiểm độc môi giới chào hàng nhà sách lược. Loại chuyện này vẫn là phải lấy vật thật làm chuẩn. Cùng Lam Dĩnh Nhi thống khoái đã ăn xong giá trị 70 khối tiệc về sau, Lam Dĩnh Nhi một lời khó nói hết cáo biệt, Diệp Thùy cũng trở về mình phòng cho thuê, chuẩn bị thu thập xong đồ vật, buổi chiều liền cùng Lam Dĩnh Nhi khởi hành tiến về bên trong đô thị. Bên trong đô thị là người sống sót liên minh tại Hoa Hạ Cứ Điểm, cái khác người sống sót cũng đều phần lớn tại bên trong đều hoạt động, Diệp Thùy cũng có lòng muốn muốn dọn đi bên trong đều, nhận biết càng nhiều người sống sót, mà Lam dĩnh Nhi trong miệng kia tòa nhà phụ tặng nữ bộc tiểu tỷ tỷ phòng ở ngay tại bên trong đô thị. Đã đến giữa trưa, Diệp Thùy một đường đi trở về cương vị đầu nhai, đi qua ven đường hàng cây bên đường lúc, hắn còn lần lượt từng cái cùng những này cây chào hỏi, có được cây ngữ về sau, hắn đã cùng phụ cận những cái kia cây đều thân quen, thậm chí mỗi một cái đều đặt tên chữ. Tỷ như nói, cây kia dáng dấp công vẹo có chút phong tao cây liễu gọi Johnny Depp. Gốc cây kia da nhanh rơi sạch dương thụ gọi Nicolas cây. Gốc cây kia da đã hoàn toàn rơi sạch sáng loáng quang ngói sáng dương cây gọi Jackson Stenson. Sau đó, viên kia cùng dịp thùy quen thuộc nhất đối với nhân loại tiện ý tràn ngập hứng thú đại dông thụ gọi là phân trứng nghĩ đến muốn rời khỏi nơi này, thật là có điểm không nở a. À có thời gian ta sẽ trở lại gặp nhìn các ngươi. Diệp Thùy đi vào viên kia đại dông thụ phía trước, cây này cũng là Diệp Thùy quen thuộc nhất, thường xuyên tại một khối tán gẫu. lúc này hắn vỗ vỗ gốc cây kia kết bạn thân cành, phân trứng, trước khi đi có cái gì muốn đồ vật ta có thể giúp ngươi, tỉ như phân bón cái gì. Ta đối phân bón không có hứng thú, chỉ muốn biết nhân loại tiện ý là thế nào, từ khi cùng ngươi câu thông thu được tư duy năng lực về sau, ta liền càng thêm tò mò, ngươi có thể giúp ta hình dung một chút sao? Phân trứng quân nóng bỏng mà hỏi. Thật xin lỗi, cái này ta thật làm không được. Diệp Thùy một mặt đại hãn. Vậy thật đúng là tiếc núi A, phân trứng có chút tiếc núi thanh âm tại Diệp Thùy trong đầu vang lên, hắn đột nhiên lại tò mò hỏi, đúng rồi, vì cái gì có một nhân loại lén lén lúc lúc cùng sau lưng ngươi? Có người theo sau lưng ta? Diệp Thùy chuẩn bị trở về nhà, nghe nói như thế sau sững sờ, thân thể nháy mắt kéo căng. Có người theo dõi hắn. Là Lam Vĩnh Nhi. Là một cái giống được nam tử, hắn đang đứng tại phía sau người bên trái 3 mét cột điện trước, giả vờ như đối với phía trên quảng cáo cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Phân trứng hồi đáp, cây dông bộ rễ phát đạt, cũng làm cho cảm giác của nó phạm vi viễn siêu cái khác đại thụ. Diệp Thùy thận trọng phiết đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái nam nhân thân ảnh, nằm nhần kia ngửa đầu nhìn xem trên cột điện lão quân y quảng cáo còn thỉnh thoảng gật gật đầu giả vờ như một bộ nhìn rất mê mẩn dáng vẻ bên cạnh mấy người trải qua nhào nhào cúi đầu tiếp tay giao lưu cho nên người này hẳn không phải là người hoa a à? nếu như là người hoa hẳn là sẽ minh bạch nghiêm túc như vậy nhìn xem cột điện miếng quảng cáo đại biểu cái gì hình tượng này tự mang mụ mù, mù bệnh của ta rốt cục có trị, dây cung bên ngoài âm được chứa gia nhập thần trò chơi trước đó Diệp Thùy cũng chỉ là một người bình thường, có một cái hư hư thực thực người ngoại quốc gia hỏa theo dõi hắn, vậy liền chỉ có thể là bởi vì trò chơi, hoặc là nói mập mạp đầu này cá chết. Có người tiết lộ mập mạp tin tức. Nghĩ tới đây, Diệp Thùy cất bước đi thẳng, không có lập tức trở về nhà, thuận cương vị đầu nhai một đường tiến lên, hắn không quay đầu lại, nhưng trải qua hàng cây bên đường thời điểm hắn sẽ dùng cây ngữ cùng đại thụ tiến hành giao lưu xác nhận theo dõi mình cũng chỉ có một người người kia một mực cùng ở phía sau hắn một đường tiến lên diệp thùy đối phụ cận hết sức quen thuộc mấy phút sau đi tới một chỗ vùng ngoại thành vứt bỏ trong nhà máy chui vào trước đó diệp thùy đến nơi đây rèn luyện qua mình tiễn thuật mới vừa tiến vào hắn liền lập tức mang lên trên ma giới ẩn giấu đi thân ảnh người theo dõi kia đến sau này cảnh giác xem hoàn cảnh bốn phía, chần chờ một lát sau trong tay khẽ động, xuất hiện một thanh kiếm nhật, chú ý cẩn thận cũng tiến vào trống trải mà tạp nhạp nhà máy bên trong, tả hữu tứ phương. Hắn đem kiếm nhật sách tại bên hông, một cái tay nắm chặt chui đao, làm ra một bộ rút đao dáng vẻ, tìm kiếm dịp thùy bóng dáng. Người đang tìm ta sao? Dịp thùy thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Người kia nháy mắt quay người, nhìn về phía dịp thùy. Dịp Thùy nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Nguyên lai like bị ngươi phát hiện. Người kia nói ra một chuỗi tiếng Nhật, trên mặt cũng không có quá nhiều mình hành tung bại lộ lo lắng, ngược lại có loại mười phần càng rỡ thần sắc, đã như vậy, vậy cũng không cần phiền phức như vậy, ngươi là người sống sót, cái kia bên trên một trò chơi Trung Hoa ngươi cùng một chỗ tiến vào trò chơi mập mạp, ta muốn biết hắn ở nơi nào, nói cho ta. Cái gì mập mạp? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Thùy lắc đầu nói. Đối phương quả nhiên là vì mập mạp tới, tự hồ là người Nhật Bản chẳng lẽ là quỹ đảo Lý Mỹ đem mập mạp tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngươi ý đồ giữ gìn bằng hữu dũng khí rất làm cho người khác khâm phục, thế nhưng là vô dụng, ta tự mình đến xử lý chuyện này. Cho nên lần này ta nhất định phải mang vị kia người sống sót hậu duệ rời đi. Kia người Nhật Bản nói, mang theo một cổ không ai bị nổi phách lối. Có thể nói cho ta là ai hướng các ngươi tiết lộ tin tức sao?" Diệp Thùy hỏi, người này tự hồ có chút trung nhị. Trên mặt người kia Tiếu Dung phản phất càng thêm nồng hậu dày đặc. "Là cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia trò chơi Trương Vĩ Đạt Quân, hắn dùng mập mạp tin tức làm lễ gặp mặt, muốn gia nhập chúng ta Quỷ Nguyệt xã, lựa chọn sáng suốt, dù sao chúng ta Quỷ Nguyệt xã nhưng so sánh Hoa Hạ Long Hồn tổ cường đại nhiều lắm." Hắn nguyên lai like đến từ Quỷ Nguyệt xã, Trương Vĩ Đạt Ngoà tàu, Trương Vĩ Đạt cái kia cỏ đầu tường đến cùng còn có hay không tranh giới cuối cùng. Diệp Thùy thật hẳn là ở trong game liền nghĩ biện pháp đem tên kia giết chết đương nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút, tại trận kia hấp huyết quỷ công tước giết chóc trong trò chơi, đồng tộc tương tàn là sẽ bị xóa bỏ. Trương Vĩ Đạt hẳn là cũng không biết mập mạp thân phận tin tức, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này tới. Diệp Thùy khó hiểu nói. Người kia cười lạnh muốn tìm tới hắn liền muốn tìm được trước ngươi vì tìm ngươi thật đúng là phí đi một phen trắc trở bất quá ta biết lam vĩnh nhi sẽ tại gần đây cùng ngươi gặp mặt đi theo lam vĩnh nhi tự nhiên là có thể tìm được ngươi ngươi bán ra này chuỗi châu báu chính là ta để người mua hắn là theo chân lam vĩnh nhi đi tới nam lăng thành phố thậm chí vì để cho lam vĩnh nhi mau chóng cùng dịp thùy gặp mặt hắn còn sắp xếp người mua dịp thùy châu báu nguyên lai like là dạng này a à, dịp thùy nhẹ gật đầu trong tay hắn khẽ động, xuất hiện một cây đao. Lưỡi đao ngân đao. Diệp Thùy quyết định đem cây đao này liền gọi là Lưỡi đao. Hắn muốn thử một chút mình mới được đến người tuyết cách đấu kỹ hiệu quả thế nào, cho nên vừa mới sẽ chủ động hiện thân, coi như đánh không thắng đối phương, có mà giới tại cũng có thể ẩn thân lại âm chết hắn. Người kia nhìn thấy Diệp Thùy xuất ra vũ khí, phản phất nhìn thấy cái gì trò cười đồng dạng nở nụ cười hắn đưa tay vuốt vuốt đầu của mình phản phất cảm giác rất đau đầu. Cần gì phải phiền toái như vậy đâu. Ta kỳ thật cũng không muốn giết người, đặc biệt là giết ngươi loại này nhỏ yếu người sống sót, thống thống khoái khoái đem người kia giao cho ta tốt biết bao nhiêu đâu. Đừng giả bộ bức, muốn đánh cũng nhanh chút đánh, ta giữa trưa còn có việc. Diệp Thùy cũng biểu thị rất nhức đầu nói, lời kịch có thể không cần như thế trung nhị sao. Đồ đần. Người kia nổi giận, hắn rất có võ sĩ phong phạm nói, ghi nhớ tên của ta, ta gọi Seyama Saburo, ngươi sẽ trở thành dưới đao của ta vong hồn. Sư Seyama Saburo nháy mắt rút đao phóng tới Diệp Thùy. Bạc đao trảm. Đối mặt Seyama Saburo công kích, Diệp Thùy vung đao đón đỡ. Đang. Seyama Saburo đao rất nhanh, thế nhưng là Diệp Thùy kế thừa người tuyết cách đấu kỹ sau lực phản ứng cũng thập phần cường đại, ngăn lại một đao kia cũng không có vấn đề sống mái với nhau một đao, Diệp Thùy lập tức liền phải ngồi thắng truy kích. Nhưng vào lúc này hắn cùng Seyama Saburo lại đồng thời đều sửng sốt. Bởi vì, ca một tiếng, Seyama Saburo kiếm nhật đột nhiên gãy mất. Hưu, gãy mất lưỡi đao quăng bay ra đi, cắm ở xa ba, 4 mét trên mặt đất. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 Người đao pháp ngưu bức nữa cũng so ra kém khắc kim người chơi a. À. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 38 Người đao pháp ngưu bức nữa cũng so ra kém khắc kim người chơi A à đao của mình mới vừa cùng dịp thùy đao tấn công, liền gãy thành hai đoạn, Seama Saburo sắc mặt giật mình, vội vàng lui lại. Dịp thùy cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhìn về phía trong tay lưỡi đao. Cây đao này sắc bén như vậy đâu? Seyama Saburo nhìn xem trong tay còn lại đau gãy, lại nhìn xem Diệp Thùy, nhất thời có chút mơ hồ vọng, đau của mình vậy mà dễ dàng như vậy liền bị chém đứt rồi. Trong tay hắn khẽ động, thu hồi đau gãy lại lấy ra một thanh kiểu dáng giống nhau như đúc mới đau, lại nhìn về phía Diệp Thùy thời điểm nét mặt của hắn nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Xem ra ta xem thường ngươi, vũ khí của ngươi tự hồ có chút đặc thù. Bất quá chân chính cường đại người xưa nay sẽ không ỷ vào vũ khí, đao của ta mặc dù chỉ là 150 phân hối đoái vũ khí bình thường, nhưng chỉ cần đao của ta rất nhanh, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. 150 phân đao. Diệp Thùy lập tức hiểu rõ. Lưỡi đao của mình thế nhưng là 1.500 điểm tích lũy hối đoái, tiền nào đồ nấy a, à? giá gấp 10 giá trị quả nhiên không tầm thường, quả thực chính là đồng nát sắc vụn cùng thần binh lợi khí khác biệt. Khoái đao chém. Seiyama saburo trong miệng hô to một tiếng thân thể về một tiếng lần nữa phóng tới diệp thùy đang két sử dụng ra khoái đau trảm Seiyama saburo thân ảnh nhanh chóng vô cùng nháy mắt vọt tới diệp thùy trước mặt sau đó nháy mắt liền lại nhảy hướng về phía hậu phương hưu đoạn nhận hướng về một bên Seiyama saburo nhìn trong tay mình đoạn nhận lần nữa được vòng lại bị cái kia thanh ngân đau một kích đánh gãy khuôn mặt co quắp một chút Seyama Saburo một lần nữa lấy ra thanh thứ ba đao, đây cũng là hắn cuối cùng một thanh. Hắn có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua Diệp Thùy trong tay ngân đao, ánh mắt lộ ra một bộ đau lòng chi sắc, tuy nói tổng thần làm nơi đó hối đoái đao không có mài mòn, nhưng nếu như bị cường lực hư hao đó chính là thật hư hại, hắn lập tức liền tổn thất 300 điểm tích lũy. Ba ca, Ngươi đừng tưởng rằng đao của mình đủ sắc bén, ngươi liền đầy đủ lợi hại. Seiyama Saburo trở nên có chút nóng nảy, quyết định xuất ra tuyệt chiêu của mình. Hắn là biết dịp thùy tư liệu, đây là một cái kinh lịch hai lần trò chơi người sống sót, người sống sót thu hoạch được điểm tích lũy tin tức bình thường là hoàn toàn bảo mật, nhưng căn cứ liên minh nội bộ đối dịp thùy bình trắc, đối với hắn đánh giá cũng không cao, đây chỉ là một thái điểu. Mà hắn Seiyama Saburo thế nhưng là quỷ nguyệt xã bây giờ bị ký thác kỳ vọng người mới, cũng là bởi vì này hắn mới có thể bị điều động tiến về hoa hạ, bắt mập mạp cái này cá chết. Bây giờ xem ra, Diệp Thùy tự hồ cùng trên tư liệu có sai. Bất quá không quan hệ. Ta Seama Saburo thế nhưng là kinh lịch năm lần trò chơi liền lấy đến 4,100 điểm tích lũy người, Diệp Thùy. Qua, wow, thật là lợi hại, ta sẽ cho ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch lớn đến mức nào. Seama Saburo lạnh lùng nói, thân thể hơi cong, một cái tay vương về trước giữ lấy lưỡi đao Đao gần như bình thân tại trước mắt của hắn Răng đột Hắn trung nhị hô lên chiêu thức danh tự Thân thể nháy mắt bắt đầu chuyển động Hai chân tại mặt đất dẫm ra hai cái hố to Mặt đất xi măng bạo liệt Hắn vùng đao đâm thẳng dịp thùy răng đột Cái này võ sĩ đao kỹ bản thân liền Là một cái đơn giản đâm thẳng chiêu thức Nhưng trải qua vô số lần tôi luyện Đã có thể có được cường đại vô song lực sát thương Chỉ thấy lưỡi đao bố trí hóa thành một đầu ngân sắc vần sáng, phản phất có thể cắt chém không gian lan tràn hướng Diệp Thùy. Diệp Thùy tinh thần một nháy mắt căng cứng. Đang. Hắn vung đao đánh về phía đầu kia vần sáng, thân thể đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Lần này Diệp Thùy lưỡi đao không thể chặt đứt Seama Saburo phổ thông đao. Seama Saburo trên đao từ hồ bao trùm một tầng kỳ diệu năng lượng. Võ sĩ đao khí. Hắn có được võ sĩ huyết mạch, có thể sử dụng ra phá thể đao khí diệp thùy trong lòng hơi động võ sĩ huyết mạch là nhật bản đặc hữu một loại huyết mạch có thể làm cho người sống sót sử dụng ra chiêu thiên thế giới bên trong những cái kia cường đại võ sĩ kỹ năng là nhật bản đặc hữu huyết mạch truyền thừa tới cùng loại còn có hoa hạ võ giả huyết mạch võ giả huyết mạch có thể để người sống sót thu hoạch được chân khí nội lực có thể sử dụng ra những cái kia thế giới võ hiệp chiêu thức võ giả huyết mạch cũng là dịp thùy mười phần vừa ý một loại huyết mạch. Cái này Seiyama Saburo có được võ sĩ huyết mạch, đồng thời còn đổi võ sĩ năng lực. Răng đột Tại phát động răng đột lúc, trên lưỡi đao sẽ bao trùm chuyên môn võ sĩ đao khí, nhảy mắt tăng cường lưỡi đao cường độ. Tiểu tử này chết chắc. Seiyama Saburo cầm đao đâm thẳng, hưng phấn trong lòng vô cùng. Đương 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 Diệp Thùy một bên phi tóc lui lại một bên liên tiếp vung vẩy lưỡi đao oanh kíp kia đâm thẳng mà đến lưỡi đao, ánh lửa không ngừng nhảy nhảy lên. Cuối cùng, Diệp Thùy phía sau lưng rốt cục đụng phải nhà máy vách tường, đã lui không thể lui. Răng đột gia trì hạ đao, sắp cắm vào Diệp Thùy lồng ngực. Nhưng vào lúc này, cách Seyama Saburo đao lại rốt cục cũng không còn cách nào bị lưỡi đao liên tiếp trạm kích, cuối cùng vẫn vỡ tan, lưỡi kiếm sụp ra, lần này trực tiếp biến thành khối vụn tản mát bốn phía. Cái này khiến Seyama Saburo sắc mặt kinh hãi, vội vàng lui lại. Diệp Thùy cầm lưỡi đao, trong miệng có chút thở, trên mặt cũng lộ ra một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ, đổi huyết mạch người sống sót, thực lực sẽ đạt được thẳng tắp tăng lên, võ sĩ có thể sử dụng xuất siêu ra lẽ thường đao khí đến, nguyên bản Diệp Thùy coi như không tính ma giới cùng huyết thần chi thư, cũng là tính gộp lại đạt đến hơn vạn điểm tích lũy người sống sót cái này tại người sống sót bên trong đã coi là siêu phạm cấp bậc. Seyama Saburo 4.000 điểm tích lũy, bất quá là một cái tinh phẩm cặn bã. Thế nhưng là vừa mới răng đột, lại kém chút trực tiếp làm bị thương Diệp Thùy. May mắn Diệp Thùy có một thanh hảo đao. Đao pháp của người ngưu bức nữa cũng so ra kém khắc kim người chơi A. À. Diệp Thùy trong lòng may mắn nghĩ, có thể khắc kim cũng là thực lực một bộ phận được chứ. Ngươi còn có đau sao? Diệp Thùy cười hỏi Seyama Saburo. Seyama Saburo nhìn xem trong tay chỉ còn lại chui đao, biểu lộ lần nữa kịch liệt co rúng lên, hắn phản phất cho hạ giận đem đao binh ném về một bên, mặt mũi tràn đầy dữ tận nhìn về phía Diệp Thùy. Ngươi có thể chiến thắng ta, chỉ là bởi vì trong tay ngươi đao, ngươi có dám hay không thả ra trong tay đao, tay không tất sắc cùng ta chiến đấu. Hắn hết thảy liền ba thanh đao, bởi vì Trung Nhị muốn học tập tam đao lưu cái gì ngươi để ta chủ động bỏ vũ khí xuống. Diệp Thùy sửng sốt một chút. Loại ý nghĩ này ngươi là thế nào sinh ra? Ta đã không có binh khí, đối với chúng ta võ sĩ đến nói, tuyệt sẽ không sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu như nhìn thấy đối thủ không có vũ khí liền cũng sẽ tay không chiến đấu, các ngươi người hoa chẳng lẽ sẽ hèn hạ công kích một cái tay không tất sắc người sao? Seyama Saburo cười lạnh nói. Diệp Thùy nghe được Seyama Saburo nói như vậy, trên mặt lộ ra mấy phần vẽ chần chờ, một lát sau hắn thân nhưng cười một tiếng, về một tiếng đem ngân đao bỏ qua, tốt, ta liền tay không tất sắc cùng ngươi chiến đấu. Lưỡi đao bay lên rơi xuống, vừa vặn cắm vào hai người ở giữa. Seyama Saburo lập tức đại hỉ, đồ đần. Hắn quát to một tiếng, thân thể về một tiếng liền vọt tới lưỡi đao trước mặt, một tay lấy đao nắm ở trong tay, động tác gọn gàng, ha ha, người Hoa đều là dễ lừa gạt như vậy sao? ngươi sợ dĩ có thể đánh thắng ta chính là bởi vì cây đau này, bây giờ không có đau, ngươi còn thế nào đánh với ta? Diệp Thùy mỉm cười rất bình tĩnh. Đó là một loại yêu mến thiểu năng thần sắc. Seiyama Saburo đột nhiên ý thức được không đúng, con mắt nhìn về phía đau trong tay, đau này. Ken két cán đau cơ quan khởi động. Sau một khắc, thử chui đau phía trên bắn ra ba đạo lưỡi dao, Seiyama Saburo tay cầm đau lập tức bị cắt chém, biến thành một bãi thịt nát. Gọi là một cái huyết tinh. À à à, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 Ngoà tàu, ta đây là muốn bị bao nuôi tiết tấu A. À? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 39 Ngoà tàu, ta đây là muốn bị bao nuôi tiết tấu A à đao phong trên chui đao có cơ quan. Dùng sai lầm thủ đoạn cầm đao, cơ quan liền sẽ khởi động đem người kia bàn tay chặt đứt tại trong phim ảnh liền đao phong chiến sĩ bị hấp huyết quỷ bắt lấy sau liền có một cái lâu la không cẩn thận nhặt lên hắn ngân đao bị ngân đao bạo điệu bàn tay lúc này lưỡi đao rớt xuống đất shayama saburo ông tay gãy trong miệng phát ra từng đợt kêu thảm dịp thùy tấn mảnh xông lại thân thể nhảy lên một cái lằn không tam liên đá phanh 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 hai chân liên tiếp rơi trên người shayama saburo vũ trụ đang chiêu bài động tác shayama saburo bị đạp bay ra ngoài ngã bay xa ba, bốn mét ngã lăn xuống đất bên trên, ông tay gãy mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong miệng chảy ra máu tươi, đã bị Diệp Thùy đạp tổn thương. Diệp Thùy cúi người nhặt lên lưỡi đao trong tay nhẹ nhàng vung vẩy, đi hướng Seyama Saburo. Seyama Saburo nửa quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Thùy trong tay sẽ có như thế một thanh cường lực vũ khí, đao phong chiến sĩ vũ khí, chí ít cũng nên là tinh phẩm vũ khí dịp thùy một cái tham gia hai lần trò chơi người mới vậy mà lại hối đoái loại vật này bình thường người sống sót tuyệt sẽ không cũng không thể lực tuyển chọn đối với phần lớn người sống sót đến nói thu hoạch được điểm tích lũy sơ kỳ sẽ chỉ hối đoái một chút hơi lần một chút vũ khí hoặc là cách đấu kỹ góp nhặt điểm tích lũy hối đoái huyết mạch mới là trọng yếu nhất chỉ có đổi huyết mạch mới có thể để cho người sống sót thu hoạch được đủ cường đại tố chất thân thể ngay từ đầu liền hối đoái mạnh mẽ vũ khí căn bản mất mạng dùng cho nên hắn tuyệt không nghĩ đến dịp thùy đao sẽ là loại vũ khí này. Ta không phải thua ngươi, mà là vũ khí của ngươi. Seiyama Saburo cắn răng nói, hắn đánh giá ra dịp thùy bản thân còn không có hối đoái huyết mạch. Có thể sử dụng loại vũ khí này cũng là thực lực một bộ phận A. À? Dịp thùy đi hướng Seiyama Saburo, cầm lưỡi đao nhẹ nhàng khoa tay, đối với giết người loại sự tình này hắn bao nhiêu còn có chút chần chờ. Seiyama Saburo không cam lòng cắn răng. Nhìn thấy Diệp Thùy đi tới, trong tay hắn đột nhiên xuất ra một vật, phịch một tiếng vứt trên mặt đất, lập tức khói mê bốn phía, Seiyama Saburo mượn nhờ khói mê cấp tốc lui về phía sau. Diệp Thùy phản ứng đầy đủ cơ cảnh, thân thể bản năng một cái lộn ngược ra sau lui về phía sau, vung vẫy cánh tay quét ra trước mặt khói mê lúc, Seiyama Saburo đã ở trước mắt biến mất, hắn liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy Seiyama Saburo đã xông ra nhà máy, chính hướng ra phía ngoài chạy như điên. Ta ghi nhớ ngươi. Ngày sau ta nhất định sẽ tới tìm ngươi báo. Seiyama Saburo một bên phi nước đại, một bên hô. Hư hư hưu, tần tiễn tiếng xé gió tùy theo mà tới. Seiyama Saburo sau cùng một cái thù chữ còn chưa nói xong, liền kêu thảm ngã nhào xuống đất, phía sau cắm ba cây vũ tiễn. Cái này! Cái này sao có thể? Hắn không nói ra được chấn kinh. Sau đó đi tới dịp Thùy xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn hắn càng thấy được dịp thùy cung trong tay chỉ cần một chút, liền có thể đánh giá ra cái kia thanh cung có giá trị không nhỏ, đặc biệt là tại vừa mới bắn xong tiễn về sau, trên dây cung còn cuốn quanh lấy màu xanh nhạt ma pháp năng lượng. Đây là một thanh ma pháp gia trị cung. Seyama Saburo con mắt trung động. Ngươi chẳng những đổi một thanh tinh phẩm đao, lại còn đổi một thanh tinh phẩm cung. Thật đúng là mẹ nó là một cái khắc kim người chơi a. À? xác định Seiyama saburo đã mất đi năng lực phản kích dịp thùy ở bên cạnh hắn ngồi xuống tìm tòi đồ trên người hắn không nhiều có chút tiền mặt còn có một trương trở về đông phổ thành phố vé máy bay cùng một trương nửa giờ trước tại tiệm cơm tiêu phí biên lai là một phần mà bữa ăn những này có thể chứng minh hắn là một người đi vào nam lăng thành phố ngoài ra Seiyama saburo trên thân còn có một bộ điện thoại xem xét trò chuyện ghi chép lần trước thông tin vẫn là đêm qua Seyama Saburo vì tìm kiếm mập mạp mà đến, tại bắt đầu theo dõi Lam Vĩnh Nhi đi vào năm lăng sau liền một mực không có hướng ra phía ngoài liên lạc qua, khi liên quan tới cương vị đầu nhai nơi này tin tức hắn còn chưa kịp nói cho những người khác. Các đại hạnh người còn sống tổ chức đều có riêng phần mình địa bàn, sẽ không tự mình phái người tiến về người khác địa bàn, quỷ nguyệt xã người không có khả năng quy mô tiến vào hoa hạ, cho nên chỉ phái phái thanh danh không quá hiển hách Seyama Saburo tới đây. Vậy chỉ cần Seama Saburo từ đây tại trên thế giới biến mất, Diệp Thùy cũng từ đây rời xa mập mạp bên người, quỷ nguyệt xã người liền không thể lại lại tra tìm đến mập mạp tin tức. Dù sao Diệp Thùy cùng mập mạp nhiều nhất bất quá là bèo nước gặp nhau hàng xóm, quỷ nguyệt xã bên kia còn muốn theo dõi Lam Vĩnh Nhi mới có thể thu được Diệp Thùy tin tức, nếu như Diệp Thùy dọn nhà rời đi, bọn hắn liền càng không khả năng xác định mập mạp tin tức. Trương Vĩ Đạt Ha ha Nghĩ đến là Trương Vĩ Đạt tiết lộ mập mạp tin tức, Diệp Thùy một mặt cười lạnh. Lần tiếp theo trò chơi đừng để ta gặp được ngươi. Sau đó, chính là xử lý Seyama Saburo thi thể. Lúc này Seyama Saburo đã tắt thở rồi, phía sau vũ tiễn biến mất không còn tâm tích. Diệp Thùy tham gia hai trận trò chơi, bán thú nhân, hấp huyết quỷ giết chết không biết bao nhiêu, nhưng đây là lần thứ nhất giết người, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều ba động, có lẽ là bởi vì hắn đã tiếp thu người sống sót thế giới chính là như vậy, ngươi không đi giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi. Trong tay hắn khẽ động, xuất hiện một bản cổ phát thư quyển, chính là huyết thần chi thư. Cái này hủy thi diệt tích thần khí không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng tới. Thư quyển tại dịp thùy ý thức khống chế hạ, trống rỗng lơ lửng ở giữa không trung, bay tới Seama Saburo phía trên thi thể triển khai. Seiyama Saburo thi thể lập tức toát ra sương máu dày đặc, bị thư quyển liên tục không ngừng hấp thu trong đó. Thư quyển phạp hoàng trang giấy bên trên tùy theo xuất hiện một mảnh đỏ thắm. Quá trình này kéo dài ước chừng 10 giây đồng hồ, Seiyama Saburo thi thể đã biến mất không còn tâm tích, liền xem như quần áo cũng đều cùng nhau bị thôn phệ mất, thậm chí hắn lúc trước đào tẩu để lại những cái kia nhỏ vào mặt đất máu, cũng bị hết thảy hấp thu. Diệp Thùy có thể cảm giác được thư quyển bên trong năng lượng thần bí, nếu như hắn nhận trọng thương, có thể thu nạp những năng lượng này nháy mắt khôi phục thương thế, đây chính là huyết năng, một cái Se ama Saburo ẩn chứa huyết năng, đầy đủ để hắn tại nhiều lần tử trạng thái hạ hoàn toàn khỏi hẳn một lần, thậm chí có thể làm được gãy chi trùng sinh. Quả nhiên không hổ là hủy thi diệt tích cộng thêm khóa máu thần khí. Đương nhiên, hắn hấp thu thi thể cũng là có tiền đề, chỉ có thể là vừa mới chết đi thi thể, có một hơi cũng không được, chết đi thời gian quá dài máu tươi đã lạnh rơi cũng không được, nhất định phải là nóng hổi. Cuối cùng thư quyển trở lại Diệp Thùy trong tay. Thật đúng là khóa máu treo A. À. Diệp Thùy cảm ngộ thư quyển bên trong huyết năng, trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn đem Seama Saburo kia bộ điện thoại trực tiếp hủy đi, tất kỹ tiền mặt rời đi cũ nát nhà máy. Trở lại mình nhỏ thuê phòng, Diệp Thùy thu thập xong không nhiều sau khi hành lễ cho mập mạp viết xuống một phong thư, lúc trước Diệp Thùy chuẩn bị trước đem đến địa phương khác, đã năm lăng thành phố thuê tốt phòng ở, thuê thời gian một năm, hiện tại hắn cũng lười lui, đem hợp đồng cùng chìa khóa cùng một chỗ bỏ vào trong phong thư, từ khe cửa hạ đưa vào mập mạp gian phòng. Nhà kia thật không tệ, chỉ ít so nơi này tốt hơn nhiều, coi như là bồi thường. Sau đó mang theo hành lễ rời khỏi nơi này. Ngày nọ buổi chiều, làm việc xong trở về mập mạp trở lại trụ sở, theo thói quen gõ dịp thùy cửa phòng, kết quả cửa bị đẩy ra, bên trong đã rỗng tuyết, mập mạp sửng sốt nửa ngày, trên mặt phẫn nộ. Vô thanh vô tức liền dọn đi rồi, cũng quá không coi ta là bằng hữu A. Hắn thở phì phò trở về gian phòng của mình, cầm điện thoại chuẩn bị gọi dịp thùy điện thoại. Kết quả cửa phòng vừa bị mở ra, liền thấy trên đất phong thư. Mập mạp nghi ngờ cầm lên xem xét, Mới nội dung rất đơn giản. Ta đi, về sau không cần tìm ta, cũng không cần sẽ liên lạc lại ta. Ta thuê một bộ phòng ở, giao một năm tiền thuê, hiện tại ở không lên đưa cho ngươi. Mập mập nhìn xem tin nghĩ nửa ngày, đột nhiên liền không nhìn được trùng mình một cái. Thùy ca lúc trước đưa ta nữ sĩ bên trong áo, gần nhất lại mời ta ăn cơm, đối ta tốt như vậy, còn đưa phòng ở cho ta ở ngoại tàu ta đây là muốn bị bao nuôi tiết tấu a, à, Thùy ca không nghĩ tới ngươi là như vậy người Diệp Thùy không biết là bởi vì cái nào đó hiểu lầm, Mập Mạp không dám đi ở hắn mướn phòng ở, thậm chí ngày thứ hai liền dọn nhà, đừng nói những người khác tìm không thấy Mập Mạp, coi như Diệp Thùy cũng đừng nghĩ lại tìm đến hắn. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40. Chấn Kinh. Mua phòng ốc bổ sung nữ bộc tiểu tỷ tỷ vậy mà là thật. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 40 Chấn Kinh Mua phòng ốc bổ sung nữ bộc tiểu tỷ tỷ vậy mà là thật. Diệp Thùy mang theo không nhiều hành lý tìm được Lam Vĩnh Nhi, hắn không có lập tức xuất hiện, mà là trước ẩn thân đi vào Lam Vĩnh Nhi bên cạnh, quan sát phản ứng của nàng, dù sao Seyama Saburo là theo sát Lam Vĩnh Nhi lại tới đây, Diệp Thùy trong lòng liền theo bản năng có mấy phần đề phòng, vạn nhất Lam Dĩnh Nhi nhưng thật ra là cùng Sayama Saburo cùng một bọn đâu. Mặc dù cùng Lam Dĩnh Nhi đã có sợ đối phương 20 quan hệ, nhưng Diệp Thùy nhất định phải cẩn thận. Bất quá hắn hiển nhiên là quá lo lắng. Lam Dĩnh Nhi đang ngồi ở một nhà trong quán cà phê giả trang ra một bộ nhỏ tư mỹ nhân bộ dáng, cùng một vị tiểu xuất ca bắt chuyện, một mặt hoa si dáng vẻ. Diệp Thùy trốn ở bên cạnh gọi điện thoại cho nàng nói mình đến, Nàng còn không thôi lưu lại kia tiểu xuất ca uy chát, lúc này mới cười rời đi quán cà phê. Xem ra nàng cùng Seiyama Saburo xuất hiện xác thực không có bất cứ quan hệ nào. Cứ như vậy, Diệp Thùy cùng Lam Dĩnh Nhi ngồi lên tiếng về bên trong đều phi cơ, hơn 8 giờ tối chung lúc tới đến bên trong đô thị, sách hành lý đi ra sân bay về sau, Lam Dĩnh Nhi kêu chiếc xe đem Diệp Thùy chở đến bên trong đều vùng ngoại thành một chỗ gọi, tử kim phong, địa phương. Nơi này cảnh vật tĩnh mịch một chút khu biệt thự xây dựa lưng vào núi, yên tĩnh tường hòa, tại bởi vì nhanh chóng phát triển mà sương mù nghiêm trọng, ân tình sao động bên trong đều càng lộ ra đáng quý, ban đêm bầu trời đều lộ ra phá lệ thanh tịnh. Lam Vĩnh Nhi đây là muốn đem Diệp Thùy mang đi nàng nói tới ngôi biệt thự kia. Kia là một chỗ vào là chết kim phong sườn núi chỗ biệt thự. Đến trong đêm hơn 9 giờ, Diệp Thùy đứng tại một tòa tràn đầy cổ phong phong cách kiến trúc trước, thần sắc có chút ngốc trệ, nhìn biệt thự này quy mô, nói ít cũng có hơn ngàn bình, tiền đình hậu viện, cao lầu đừng tòa nhà đầy đủ mọi thứ. Phong cảnh tươi đẹp, núi vây quanh ôm nước cái này vậy mà đều là thật. Lam Vĩnh Nhi tại trên máy bay một trận lắc lư, đem nơi này nói đều muốn nở hoa rồi, lòng già hiểm độc bất động sản môi giới tức thì cảm quả thực không nên quá mạnh nhưng kết quả, nơi này thật nói với nàng giống nhau như đúc. Khi nữ bộc tiểu tỷ tỷ cũng là thật. Nhìn thấy Diệp Thùy vẻ mặt kinh ngạc, làm dĩnh nhi thế là liền nói ra ta quả nhiên không có lừa ngươi đi, đây là biệt thự chìa khóa, chúng ta người sống sót không có phiền toái như vậy chương trình, ngươi chỉ cần đồng ý chúng ta xin ý coi như đạt thành, về sau biệt thự này sẽ là của ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi liền có được nơi này quyền cư ngụ, nếu như ngươi không cẩn thận treo, chúng ta sẽ tiếp tục bán đi phòng ở, đoạt được thu nhập một bộ phận sẽ dùng đặc thù phương thức đưa đến thân nhân ngươi bằng hữu trong tay. Lam Dĩnh Nhi xuất ra một cái màu vàng xanh nhạt bản hiệu thoạt nhìn như là một loại nào đó lệnh bài, liền muốn đưa tới Diệp Thùy trong tay, thứ này là chìa khóa nơi này. Chờ một chút. Diệp Thùy từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng cảnh giác mà nói, ta muốn đi trước bên trong nhìn xem mới quyết định. Ngươi cảnh giác làm sao nặng như vậy đâu? Chẳng lẽ lại ta sẽ còn gạt ngươi sao? Làm dĩnh nhi có chút không cao hứng, trong miệng hừ một tiếng, đi đến trước cổng chính, vung vẫy trong tay nhỏ bản hiệu kia nhìn có chút nặng nề đại môn lập tức liền đang thắt đâm thanh âm bên trong mở ra diệp thùy rất xác định môn này không phải điện khống đây là thuật pháp trước đó phòng này chủ nhân là một thuật pháp sư phòng này bản thân cũng bị bày ra thuật trận người bình thường sẽ không chủ động đi vào nơi này lam dĩnh nhi nhìn thấy diệp thùy nghi vấn giải thích nói diệp thùy tại chư thiên võng lạc diễn đàn bên trên nhìn qua có quan hệ giới thiệu thuật pháp sư chính là đổi thuật pháp sư huyết mạch người sống sót thuật pháp sư có thể nói là phương đông ma pháp sư, đạo sĩ chính là thuật pháp sư một loại, đương nhiên, nó cùng ma pháp sư cũng có được bản chất khác nhau, chủ yếu lấy ấn phụ để phát huy lực lượng, năng lực bên trên cùng ma pháp sư cũng coi như khó phân trên dưới, tại dịp thùy ngưỡng mộ trong lòng huyết mạch bên trong, thuật pháp sư, ma pháp sư, đều ở trong đó. Tiến vào viện lạc, nơi này bố trí 10 phần thanh nhã, thu thập không nhúng bụi trần, có loại thế ngoại xuất trần ưu mỹ khí tức. Lam Dĩnh Nhi đi ở phía trước dẫn đường, vì dịp Thùy giới thiệu biệt thự này cấu tạo, nơi này chia làm trước sau hai viện, nhà chính lầu nhỏ là hai tầng kiến trúc, tất cả thiết bị đầy đủ mọi thứ, từ bên ngoài nhìn nơi này tạo hình tràn ngập cổ phong màu sắc cổ xưa, nhưng bên trong đi lại là thời thượng giảng lược phong cách, điện lực cùng mạng lưới cũng đều không có bất cứ vấn đề gì, đồ ăn nguồn nước phương diện có thể thông tri vật nghiệp đưa đạt, đương nhiên cũng có thể tự mình lái xe, tốn. Hao mười mấy phút đến chân núi siêu thị mua sắm. Diệp Thùy tại biệt thự trong trong ngoài ngoại tham quan một phen, phòng ngủ, thư phòng các loại phối trí cái gì cần có đều có, để hắn vô cùng hài lòng. Chỉ là đã nói xong nữ bộc tiểu tỷ tỷ đâu, liền nói đi, mua ô tô làm sao lại đưa người mẫu xe hơi? Thế nào, ngươi cảm thấy cũng không tệ lắm phải không? Hiện tại có thể yên tâm hoàn thành giao dịch a. À? Tham quan xong biệt thự về sau, Lam Vĩnh Nhi cuối cùng nói với Diệp Thùy. Từng cũng không tệ lắm, Diệp Thùy biểu thị mười phần tâm động. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên từ Lam Vĩnh Nhi trên mặt thấy được một vẻ khẩn trương. Phản phất rất lo lắng Diệp Thùy đột nhiên đổi ý tốt như vậy lại tiện nghi phòng ở, như thế nào lại lo lắng đổi ý. Trừ phi nơi này còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hậu viện. Diệp Thùy nghĩ đến hậu viện còn không có xem xét, thế là lập tức nói, ta lại muốn về phía sau trong nội viện nhìn một chút. Ai hậu viện có gì đáng xem, làm Dĩnh Nhi lập tức luống cuốn. Có ma. Diệp Thùy trong lòng càng thêm vững tin, bước nhanh xuyên qua đại sảnh, đẩy ra thông hướng hậu viện cửa, lúc này là lúc ban đêm, hậu viện lộ ra mấy phần u sâm, một viên cổ tùng ở vào trong hậu viện dạng, trải tản ra đầy trời cành lá, bao phủ xuống pha tạp ánh trăng, hậu viện ước chừng có bốn năm trăm bình, có một cái bể bơi, dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng, viện tử mặt đất lát thành đá xanh, điểm suýt lấy bồn hoa cùng giả sơn, còn có một tòa nho nhỏ hồ nước hợp nhau lại càng tăng thêm sức. Mạnh, rất có ý cảnh. Nhưng Diệp Thùy ánh mắt, lại ngay lập tức chú ý tới tại cổ Tùng Hạ đứng một người. Người. Từ bóng lưng nhìn giống như là một nữ hài, nàng đưa lưng về phía Diệp Thùy, trong tay chính ông một cây cây chổi, sang sạc, nhẹ giọng quét lấy địa, bả vai có chút buông lỏng, trên người cô gái mặc một bộ trường bào màu xanh, trên đầu còn mang theo một đỉnh tiểu xảo mũ, đến eo tóc dài rối tung ở phía sau trên lưng chỉ nhìn bóng lưng liền có thể cảm giác được cô gái này là cực đẹp. Thế nhưng là thế nhưng là cô bé kia quần áo trên người tự như là thanh triều quan viên phục. Chính là cương thi thường xuyên xuyên cái chủng loại kia các, các mặt thanh triều quan viên phục nữ hài, đưa lưng về phía dịp thùy đứng tại dưới tán cây quét lấy sạch sẽ vô cùng mặt đất. Hình tượng này quả thực quỷ dị không nói lên lời, ánh trăng cũng giống như trở nên càng thêm âm trầm dịp thùy nhìn không được nuốt nước miếng một cái cảm giác thân thể đều trở nên có chút băng lãnh cùng cương cứng quay đầu nhìn về phía lam dĩnh nhi ai lam dĩnh nhi đâu cửa phòng bài ta thả trên bàn thẻ ngân hàng của người ta liền lấy đi tầm mắt xuyên qua phòng khách dịp thùy nhìn thấy lam dĩnh nhi giật mình đứng ở cửa chính cổng nàng vung vẩy trong tay thẻ ngân hàng thẻ ngân hàng là đặt ở dịp thùy túi áo bên trong vừa mới lại bị nàng thuận đi nàng hiện tại ngay tại cấp tốc cởi giày ra còn có áo lót nhỏ lộ ra có được mở rộng tính vận động bên trong áo thân thể cấp tốc tăng cao biến thành màu lam avatar ngoà tàu ngươi trở về dịp thùy lập tức liền muốn đi truy nàng đáng tiếc avatar làm dĩnh nhi năng lực hành động cực kỳ cường đại dẫn theo quần áo liền hướng bên ngoài chạy thanh âm truyền về nàng gọi tiểu mị là phòng này chủ nhân đời trước dụng mao sơn thuật pháp sáng tạo cương thi cũng là phòng này hầu gái, về sau ngươi cần phải hảo hảo đợi nạn A, à, chỉ thấy Lam Vĩnh Nhi nhảy lên một cái, một mét năm đôi chân dài thả người một bước liền nhảy qua tường viện vô ảnh vô tung. Ni mùi, hắn cứng ngắc xoay người, một mặt sợ hãi nhìn về phía dưới tán cây cương thi nữ hài. Nữ hài lúc này cũng xoay người qua đến là nhảy nhảy nhóc nhóc xoay người, Diệp Thùy thấy được nàng ngay mặt trên trán dáng một trương bùa vàng, bùa vàng phía trên vẽ lấy quỷ dị phù chú, nương theo nhảy nhảy nhóc nhóc động tác, tấm kia bùa vàng cũng đang không ngừng nhảy lên, mà bùa vàng hạ là một trương trắng bệt mặt, bất quá mặt kia ngược lại là có chút đáng yêu đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cương thi. Ngoà tàu, phòng này quả nhiên có quỷ A à là thật có ma. Chỉ thấy cương thi nữ hài hé miệng, lộ ra trong miệng hai viên nho nhỏ răng nanh, xong Diệp Thùy phát ra kinh khủng tiếng kêu anh anh Diệp Thùy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.